Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 69. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên thản nhiên, hắn tự tin lấy ra lò luyện đan, làm cho đám Trịnh Bân Bân ngây cả người. Lẽ nào Dương Bách Xuyên thật sự biết luyện đan? Mặc dù không tin nhưng nhìn Dương Bách Xuyên lúc này, cũng không giống như đang giả vờ, vẻ tự tin trên gương mặt hắn đã chứng minh tất cả, còn thiếu mỗi bước viết lên mặt ta là luyện đan đại tông sư, mà thôi. Trịnh Bân Bân nói theo bản năng, đánh cuộc thế nào? Dương Bách Xuyên cười nhếch mép, đưa linh dược của bốn người các ngươi cho ta, ta sẽ luyện đan ngay tại chỗ, nếu như luyện ra được đan dược khiến các ngươi hài lòng, ta cũng không làm lão đại của các ngươi, đưa linh dược trên người cho ta, đợi luyện thành đan dược thì mỗi người một nửa, thế nào? Cái gì? Còn có chuyện tốt như vậy sao? Nếu như Dương Bách Xuyên thật sự có thể luyện ra loại đan dược mà cấp bậc của bọn họ dùng được, đừng nói là một nửa, cho dù đưa cho họ ba phần thôi cũng đã lời lắm rồi. Trịnh Bân Bân lập tức đưa linh dược chưa sử dụng trong tay mình cho Dương Bách Xuyên, sau đó bảo ba người còn lại đưa một ít linh dược, để Dương Bách Xuyên luyện đan tại chỗ. Lúc này, nhìn thấy vẻ vô cùng tự tin của Dương Bách Xuyên thì bốn người đều rất nghi ngờ, nhưng sau khi nghe lão đại Trịnh Bân Bân nói thì mỗi người đều lấy linh dược ra, hơn nữa tất cả đều là linh dược trên vạn năm. Nếu như Dương Bách Xuyên thật sự luyện chế ra đan dược thì sao? Điều này đối với bốn người bọn họ mà nói chẳng khác nào bánh từ trên trời rơi xuống. Ta đưa linh dược cho ngươi, nếu như ngươi luyện được đan dược mà chúng ta có thể dùng, đừng nói là một nửa, cho dù là ba phần thì cũng không thành vấn đề. Trịnh Bân Bân nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên nói, giờ phút này, trong lòng nàng tràn đầy mong đợi, bọn họ rất cần tới đan dược. Dương Bách Xuyên nhận được linh dược thì miệng cười không khép lại được, hắn cười cười, cũng không nhiều lời thêm, Dương Bách Xuyên bắt đầu luyện đan, dù sao thì trong tay hắn đều là linh dược trên nghìn năm, hơn nữa lại là luyện đan chân khí, cũng không cần tới thuốc gì đặc biệt, dùng trực tiếp là có thể luyện chế. Trước ánh mắt trợn tròn của bốn người Trịnh Bân Bân, Dương Bách Xuyên thả từng gốc linh dược vào trong lò luyện đan, dùng uy lực cường đại của thần hồn để dung hợp chân hỏa tinh luyện linh dược. Rất nhanh, chỉ trong thời gian nửa giờ Dương Bách Xuyên đã luyện chế xong 9 gốc linh dược vạn năm. Sau đó ngưng tụ, hai tay Dương Bách Xuyên vung về phía lò luyện đan, đánh ra một loạt các chiêu thức, nhìn thấy vậy thì bốn người Trịnh Bân Bân hoa cả mắt, cho dù Dương Bách Xuyên bỏ linh dược vào trong lò luyện thì bọn họ cũng không biết bên trong đang diễn ra cái gì, chỉ có thể ngồi một bên quan sát. Qua nửa giờ sau, Dương Bách Xuyên đột nhiên đánh một chưởng lên lò luyện, nắp lò trực tiếp bay ra ngoài. Giây sau một tiếng nổ vang, bọn họ nhìn thấy bên trong lò luyện tỏa ra tia sáng chói mắt, mà hai tay Dương Bách Xuyên ngưng tụ lại tạo thành một cái lưới chân khí, trong nháy mắt, hắn vung tay thu ánh sáng lại. Lúc này, bốn người kia hít sâu một hơi, thứ tuôn ra từ lò luyện đan. Chính là đan dược. Bọn họ đều là những tu sĩ cảnh giới xuất khiếu, đương nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng, một lò luyện đan của Dương Bách Xuyên luyện ra được 36 viên đan dược. Không nói tới công hiệu ra sao, chỉ xét riêng về số lượng thôi, trong tất cả những luyện dược sư mà bọn họ từng gặp thì Dương Bách Xuyên là người luyện được nhiều đan nhất, cho dù là tam đại luyện dược sư của Vương Thành Phiêu Lưu thì một lần luyện đan, nhiều nhất cũng chỉ ra được 10 viên mà thôi. Nhưng Dương Bách Xuyên đã luyện ra tổng cộng 36 viên, hơn nữa cả quá trình chỉ mất một tiếng. Đây là... Sau khi bừng tỉnh, bốn người Trịnh Bân Bân lại thất vọng. Trong lòng của bọn họ, điều này đồng nghĩa với việc Dương Bách Xuyên đã thất bại. Theo hiểu biết của bọn họ, ngay cả tông sư luyện đan của Vương Thành Phiêu Lưu, nhanh nhất cũng phải mất 3 tới 5 ngày, bọn họ chưa từng nghe qua, có luyện dược sư nào luyện thành đan dược trong vòng một canh giờ, hơn nữa một lò tận 36 viên, đây chẳng khác nào chuyện hoang đường. Lúc này, trên mặt Dương Bách Xuyên vẫn nở nụ cười như cũ, bộ dạng của hắn trong mắt của bốn người Trịnh Bân Bân giống như... Sau khi Dương Bách Xuyên luyện đan thất bại thì giả vờ để lừa bọn họ. Trịnh Bân Bân không nhịn được nói, nhóc Xuyên, thất bại cũng không sao cả, sau này tiếp tục cố gắng là được rồi, yên tâm đi, nếu chúng ta đã là bằng hữu, nhất định ta sẽ cung cấp linh dược để ngươi luyện tập, muốn trở thành một luyện dược sư cũng không phải dễ dàng, đừng nản lòng, chỉ cần kiên trì thì chắc chắn có một ngày, ngươi sẽ luyện ra được đan dược. Hai đáng tiếc mấy gốc linh dược này của ta. Thiết Hùng thở dài nói. Dương huynh, hỏng thì hỏng thôi, lão đại chúng ta nói đúng, không được nản lòng,
ta tin sớm muộn gì cũng có ngày huynh luyện chế ra đan được. Hoa Tiểu Tường an ủi Dương Bách Xuyên. Đúng thế, Dương huynh chớ buồn lòng, đợi quay trở về Vương Thành phiêu lưu, ta sẽ giới thiệu cho huynh một luyện dược sư, đến khi đó huynh có thể bái sư, mặc dù vị kia không phải là luyện dược sư cao cấp gì, nhưng chỉ dẫn cho huynh thì chắc cũng không thành vấn đề. Bạch Tiểu Sinh cũng an ủi Dương Bách Xuyên. Lần này thì tới Dương Bách Xuyên mông lung, rõ ràng bản thân hắn đã luyện ra đan dược, giọng điệu của bốn người này là có ý gì? Lẽ nào bọn họ cho là hắn luyện đan thất bại? Ta luyện đan thành công, không có thất bại, mấy người đang nghĩ cái gì vậy? Lúc này, Lão Tứ Thiết Hùng ngay thẳng nói, ta nói này, Dương huynh đừng có mà cố quá thành quá cố nữa, luyện đan thành công. Thiết Hùng ta tu luyện mấy trăm năm nay, chưa từng thấy ai chỉ trong vòng một tiếng đã luyện ra đan dược, hơn nữa một lần luyện được 36 viên. 36 viên đan hỏng à, mặc dù không làm nổ lò nhưng cũng không thể che giấu được sự thật là huynh đã luyện đan thất bại, đối diện với sự thật đi. Đúng thế, luyện đan thất bại là chuyện rất bình thường. Luyện dược sư ở Vương Thành phiêu lưu cũng đâu có ai thành công ngay từ lần đầu, thường thì hỏng 3 lò thì mới thành công được 1 lò. Chuyện này cũng đâu có mất mặt, bọn ta cũng không bắt người bồi thường linh dược, có cái gì xấu hổ đâu mà không thừa nhận, ta nói cho ngươi, bản cô nương ghét nhất là mấy người phù phiếm. Trịnh Bân Bân cũng mở lời. Dương Bách Xuyên đúng là cạn lời, cả nửa ngày rồi mà bọn họ vẫn cho là hắn luyện đan thất bại. Mà nguyên nhân là do luyện đan quá nhanh. Hắn luyện chế chỉ là bổ sung chân khí mà thôi, đây là loại đan dược đơn giản nhất, công hiệu chính là để bổ sợ chân khí. Cũng không phải loại nâng cao tu vi gì, đối với hắn mà nói thì đây chỉ là việc còn coi. Nhưng mà, nhìn biểu cảm của bốn người Trịnh Bân Bân giống như cho là hắn đã luyện đan thất bại. Hắn cũng không giải thích nhiều thêm, sự thật sẽ được chứng minh. Dương Bách Xuyên lấy một viên từ lưới chân khí, đưa tới trước mặt Trịnh Bân Bân nói, thử đi, công hiệu chắc là không tệ lắm. Đan dược bị chân khí của Dương Bách Xuyên bao quanh, ngăn chặn tất cả hương thơm thoát ra ngoài. Lúc này, sau khi Dương Bách Xuyên lấy ra một viên đan dược, ngay lập tức, mùi thuốc tràn ngập trong không khí, khiến cho Trịnh Bân Bân phải nuốt ngược những lời đang chuẩn bị nói. Thay vào đó là dùng mình, nàng nhìn chằm chằm vào viên đan đang nằm trên tay Dương Bách Xuyên, viên đan dược màu trắng sữa tỏa ra mùi thơm mê người, khiến nàng không thể rời mắt đi được. Giờ phút này, Trịnh Bân Bân mới biết, Dương Bách Xuyên không lừa bọn họ. Hắn đã luyện đan thành công. Hắn là thiên tài luyện đan. Tông sư luyện đan. Chỉ trong vòng một canh giờ, luyện chế ra được 36 viên đan dược. Luyện dược sư nào ở Sơn Hải giới có thể so được đây? Thử công hiệu rồi tính. Dương Bách Xuyên mỉm cười, hắn nhắc nhở. Sau khi lấy lại tinh thần, Trịnh Bân Bân cũng không do dự thêm, nàng nhận lấy viên đan Dương Bách Xuyên đưa cho rồi nuốt xuống, sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Sau khi đan dược vào miệng tan đi, trong cơ thể nổ tung, tỏa ra một lượng linh khí khổng lồ, hơn nữa linh khí này còn vô cùng tinh khiết. Trịnh Bân Bân biết, đan dược càng tinh khiết thì chuyển hóa chân khí càng nhanh. Đan chân khí mà Dương Bách Xuyên luyện chế thuộc loại thượng thẩm. Sau 10 phút, Trịnh Bân Bân sáng mắt nói, đan chân khí cực phẩm, cực phẩm. Gương mặt Trịnh Bân Bân đỏ bừng, ba người Bạch Tiểu Sinh như bị lời nói của nàng dụ dỗ. Trong lòng ngứa ngáy, bọn họ đỏ mắt nhìn đan dược đang được bọc trong lưới chân khí của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên mỉm cười, hắn bỏ 35 viên còn lại vào lọ, chỉ giữ lại 5 viên cho mình rồi đưa toàn bộ 30 viên cho Trịnh Bân Bân, ta lấy 5 viên xem như là lấy công, không biết mấy người định chia số còn dư thế nào. Lúc này, bốn huynh muội Trịnh Bân Bân mới thực sự xúc động. Dương Bách Xuyên đúng là tốt bụng, đan dược cực phẩm như vậy. Không ngờ Dương Bách Xuyên chỉ để lại 5 viên, còn lại đều đưa cho bọn họ. Nếu đổi thành người khác luyện đan, đưa cho mỗi người bọn họ một viên đã là không tệ rồi. Đối mặt với đan dược mà Dương Bách Xuyên đưa tới, Trịnh Bân Bân rất khó chối từ, bốn người bọn họ quanh năm phiêu bạt khắp nơi nguy hiểm, đương nhiên biết rõ tầm quan trọng của đan chân khí, nhất là loại đan cực phẩm như Dương Bách Xuyên luyện chế ra. Hít sâu một hơi, Trịnh Bân Bân nhận lấy đan dược, sau đó nàng nói, mọi người đưa tất cả linh dược trong người cho nhóc Xuyên đi, không được phép giấu. Dương Bách Xuyên đã chinh phục bốn huynh muội Trịnh Bân Bân bằng một lò đan dược, không thể chối từ, hắn nhận lấy linh dược từ bốn người bọn họ, có 30 gốc linh dược vạn năm,
linh dược 5.000 năm thì khoảng 50 gốc, còn lại là gần 100 gốc linh dược 3.000 năm. Cộng lại cũng hơn 180 gốc linh dược, trong số đó còn có 10 linh dược quý hiếm, rất chân quý, ít nhất cũng đủ cho Dương Bách Xuyên luyện 5 loại đan dược, hơn nữa còn là loại đan dược dùng cho tu sĩ cảnh giới xuất khiếu. Đây là những linh dược mà bốn người họ sống chết cũng phải đưa cho hắn bằng được, coi như là báo đáp lại 30 viên đan dược của Dương Bách Xuyên, cũng không phải là để lôi kéo luyện dược sư. Có một số lời không tiện nói thẳng nhưng đương nhiên là Dương Bách Xuyên hiểu rõ, sau khi nhận linh dược của bốn người, Dương Bách Xuyên hứa nếu dùng những linh dược này luyện đan thì sẽ chia cho bọn họ một phần. Điều này khiến cho bốn người Trịnh Bân Bân cười hớn hở. Mà thân phận luyện dược sư của người nào đó cũng khiến bọn họ thêm kính trọng hơn, sau khi sử dụng đan chân khí mà Dương Bách Xuyên luyện chế, mỗi người đều phải nhìn Dương Bách Xuyên bằng một con mắt khác. Hiện tại, trình độ luyện đan của Dương Bách Xuyên ở trong lòng bọn họ có thể so sánh với cấp bậc đại tông sư, có khi ngay cả tam đại luyện đan ở Vương Thành Phiêu Lưu cũng không thể bằng Dương Bách Xuyên được. Nửa canh giờ sau, mấy người họ đều khôi phục lại chân khí, ngay lúc này, một tiếng nổ vang lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đưa mắt nhìn theo, tiếng nổ phát ra từ chỗ đám giết tập trung lại. Lúc trước, tất cả mọi người đều bị Dương Bách Xuyên luyện đan hấp dẫn, quên mất đám giết đang cách đó vài chục mét, cũng bởi vì số lượng giết khổng lồ không phải là mối đe dọa với bọn họ nữa, nên mới không chú ý tới. Lúc này bọn họ lại bị tiếng nổ thu hút. Bọn họ chỉ thấy hơn nửa vòng xoáy khổng lồ do đàn giết hình thành đã biến mất, sau khi vòng xoáy dần biến mất, đám giết chạy tán loạn, trong nháy mắt đã lui vào trong cồn cát hai bên sơn cốc. Đợi khi giết rút đi, quả nhiên có một luồng sáng chói mắt ở tâm vòng xoáy. Giống như một mặt trời nhỏ. Dương Bách Xuyên khẽ cười, hắn biết vòng sáng đó tỏa ra từ trùng tử, vật nhỏ có một thiên phú đặc biệt, nó đã tiến hóa sau khi cắn nuốt xong nửa đàn giết. Ánh sáng tỏa ra lúc này chính là đặc điểm tiến hóa của trùng tử. Bốn người Trịnh Bân Bân cũng đoán được, có lẽ là tiểu trùng tử kia của Dương Bách Xuyên. Thế gian có rất nhiều sinh linh vô cùng quỷ dị, tiểu trùng tử của Dương Bách Xuyên có thể thu hút được đàn giết, sau đó hóa giải nguy hiểm cho bọn họ, mặc dù chuyện này khiến cho bốn người họ vô cùng chấn động, nhưng cũng có thể tin, dần dần tiếp xúc với Dương Bách Xuyên, thì cảm thấy con người hắn càng ngày càng bí ẩn. Từ nguyên thần xuất khiếu cao 9 thước, hơn nữa còn có thể xuất âm dương nhị thần cùng một lúc, cho tới khi luyện đan rồi phóng ra một tiểu trùng tử giải quyết được nguy hiểm cho bọn họ, mỗi một điều đều chứng tỏ Dương Bách Xuyên không hề đơn giản. Dương Bách Xuyên phớt lờ ánh mắt kỳ lạ, tò mò và kinh ngạc của bốn người, hắn nhấc chân muốn đi về phía trùng tử, hắn thân là chủ nhân của trùng tử, đương nhiên có thể cảm nhận được vật nhỏ đã tiến hóa sau khi cắn nuốt một lượng lớn giết sa mạc, nhưng bị ánh sáng chói lóa che khuất. Hắn không thể nhìn hay cảm nhận được trùng tử đã tiến hóa đến trạng thái nào. Kể từ khi được ấp nở, pudding nhỏ đã không tiến hóa thêm một lần nào nữa, lúc đầu Dương Bách Xuyên còn kiên trì đút máu và nước sinh mệnh cho nó, nhưng sau khi nguyên anh của hắn bị phong ấn rồi quay trở lại trái đất thì đã bị gián đoạn, Dương Bách Xuyên cũng không quan tâm tới nó nữa. Hôm nay cuối cùng thì nó cũng tiến hóa. Cũng không biết sau khi trùng tử tiến hóa sẽ như thế nào. Có xuất hiện thiên phú thần thông nào không, năm đó, khi chưa tiến hóa trùng tử đã có thể phá vỡ kết giới đại trận ở thành Yêu Quang, bây giờ tiến hóa rồi, Dương Bách Xuyên thật sự chờ mong, không biết trùng tử sẽ mang tới bất ngờ gì cho hắn. Lúc bước tới, hắn không thể nào nhìn thẳng vào ánh sáng chói mắt trên người trùng tử, Dương Bách Xuyên đứng một bên, híp mắt chờ đợi, hắn biết sau khi trùng tử tiến hóa cũng sẽ cần phải thích ứng. Khoảng chừng 10 phút đồng hồ, ánh sáng dần nhỏ lại. Cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Nhưng, trùng tử trong mắt Dương Bách Xuyên lại thay đổi hoàn toàn, hắn trợn tròn mắt không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Trong đầu hắn đã từng nghĩ tới vô số hình dạng sau khi trùng tử tiến hóa, hoặc là sẽ xuất hiện thiên phú thần thông nào. Đợi khi ánh sáng chói lóa biến mất, Dương Bách Xuyên há to miệng nhìn chằm chằm về phía trùng tử trên mặt đất, hắn nhất thời không nói nên lời. Dù cho hắn là tu chân giả, bản thân đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện kỳ quái, nhưng lúc này Dương Bách Xuyên vẫn không tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt. Trong lúc hắn ngẩn người, bỗng nhiên một giọng nói đầy truyền cảm vang lên, vừa trong trẻo lại mang theo chút non nớt. Trùng tử gặp qua chủ nhân, người mà cứ nhìn người ta chằm chằm như vậy,
người ta sẽ ngại lắm đó. Ặc Dương Bách Xuyên nghẹn giọng. Hít sâu một hơi, Dương Bách Xuyên nói, ngươi là trùng tử. Đúng đúng, chủ nhân, ta là trùng tử, bây giờ người ta đã tiến hóa lên cấp 1, trạng thái hiện tại mới là linh trùng mặt người chân chính, trước kia chỉ là ấu trùng mà thôi. Trùng tử nghịch ngợm, đáng yêu trả lời. Sau lưng trùng tử lập tức xuất hiện một đôi cánh trong suốt, nó đập cánh bay tới, cách trước mũi của Dương Bách Xuyên một thước. Điều này khiến cho Dương Bách Xuyên nhìn thấy rõ được bộ dạng của trùng tử sau khi tiến hóa. Lúc này, trùng tử quả thật là không phụ với cái danh linh trùng mặt người, nó có cái đầu hình người, to bằng hạt thủy tinh bình thường, đặc điểm trên khuôn mặt giống như phiên bản thu nhỏ của một đứa trẻ, ngoại trừ việc có những xúc tu màu vàng đang nhảy mọc trên đầu, giống như những bím tóc lộn ngược đang nhảy múa. Mà cơ thể thì vẫn là trùng như cũ, cơ thể có kích thước bằng ngón áp út, được bao phủ bởi những đường vân phức tạp và huyền bí, phần thân chính có màu trắng bạc, những đường vân quấn quanh theo hình tròn, tràn đầy sự bí ẩn. Có bốn tay bốn chân đầy đủ, nếu có thể biến hình thì sẽ giống như một người thu nhỏ. Trong đầu Dương Bách Xuyên hiện lên một câu, vịt con xấu xí biến thành thiên nga. Không ngờ sau khi trùng tử cắn nuốt vô số rết sa mạc lại có thể biến hình, có thể nói như bước con nhộng lột vỏ để hóa thành bươm bướm xinh đẹp. Dương Bách Xuyên cảm thán về tạo hóa thần kỳ của vạn vật trên thế gian này. Lúc trước, trùng tử chỉ là một con sâu gióm, trên đầu chỉ có hoa văn hình mặt người, sau khi tiến hóa đã hoàn toàn biến thành đầu người, hơn nữa nó còn có thể nói tiếng người để giao tiếp với chủ nhân Dương Bách Xuyên. Sau khi nhìn thấy trùng tử tiến hóa, vật nhỏ biến thành bộ dáng rất đáng yêu. Dương Bách Xuyên thẳng thừng nhổ nước bọt. Thầm nghĩ, không biết bây giờ trùng tử sẽ có bản lĩnh thần thông gì. Đang chuẩn bị nói chuyện, Trịnh Bân Bân lại bước tới, nhìn thấy trùng tử xinh đẹp đáng yêu, nàng hô lên một tiếng, oa, thật là đáng yêu. Vừa nói, Trịnh Bân Bân vừa giơ tay chạm về phía trùng tử, các cô gái trời sinh đã không thể chống lại những vật nhỏ mê người. Nhưng không ngờ, trùng tử vèo một cái đã bay đi với tốc độ chóng mặt, nên Dương Bách Xuyên không thể bắt được quỹ đạo bay. Chỉ nghe thấy trùng tử hét lên bằng giọng nói đầy non nớt, tránh ra, nữ nhân ngu xuẩn, bản vương là đế vương cao quý của dị trùng, thân thể của ta sao có thể bị tục khí của ngươi vấy bẩn được. Nghe trùng tử nói xong những lời này, Dương Bách Xuyên thiếu chút nữa đã ngã quỵ, nó rất biết kéo thêm kẻ thù cho người chủ nhân này. Dương Bách Xuyên xấu hổ, vội vàng nói, trùng tử, không được vô lễ. Mà Trịnh Bân Bân bị trùng tử mắng cũng ngây ra một lúc. Nàng không ngờ vật nhỏ như vậy lại có thể nói tiếng người, đúng là đáng yêu. Nàng không tức giận, ngược lại còn cười nói, nếu như nói được tiếng người, thì mau tới đây chơi với tỷ tỷ đi. Dứt lời, Trịnh Bân Bân đã đọ sức với trùng tử, nàng thi triển thân pháp của mình để bắt trùng tử. Nhưng, sau 10 phút, Trịnh Bân Bân đã thất bại. Ngay cả cái cánh của nó nàng cũng không chạm được. Trong mắt của Dương Bách Xuyên và bốn người Bạch Tiểu Sinh, bọn họ nhìn thấy trùng tử gần như là dịch chuyển tức thời. Trong lòng Dương Bách Xuyên cực kỳ vui vẻ, nhưng bốn người kia thì khiếp sợ, không ngờ chỉ một con trùng của Dương Bách Xuyên mà cũng lợi hại như vậy. Trịnh Bân Bân nghe đến nghẹt thở với cái miệng nhỏ nhắn của nó nhếch lên, nàng không đuổi theo trùng tử nữa, nhưng vẫn vui vẻ đấu võ mồm với trùng tử, không bao giờ biết chán. Đương nhiên, mấy người bọn họ tiếp tục đi sâu vào sơn cốc, bọn họ vẫn chưa đạt được mục đích. Điều đáng nhắc tới là, trong lúc đi, bọn họ đụng phải một đám sao biển, nhưng trùng tử vừa hô lên thì chúng đã chạy tán loạn. Đến lúc này, mọi người đều phải nhìn trùng tử của Dương Bách Xuyên với cặp mắt khác xưa. Hoàng hôn lại phủ xuống, Thiết Hùng đột nhiên cất lời, mau nhìn hồ nước. Mọi người ngẩng đầu nhìn, quả nhiên cách đó vài trăm trước có xuất hiện một hồ nước, nói đúng hơn thì đây là một con suối, ở chỗ sâu trong sơn cốc phát ra ánh sáng màu xanh lục. Chúng ta tới nơi rồi, mọi người lên tinh thần, hang ổ của con cáo kia cách hồ 30 mét, trời sinh nó đã có thiên phú tạo ra ảo ảnh mơ hồ, mọi người nhất định phải cẩn thận, một khi sơ suất bị mê hoặc thì sẽ rất phiền phức. Trịnh Bân Bân híp mắt nhìn về phía hồ nước nói. Mấy phút sau, năm người bọn họ đến trước hồ nước, quả thật là giống hệt với những gì Bạch Tiểu Sinh đã nói, khi cách hồ nước 100 mét sẽ có linh khí, từ điểm này mà nói, nơi này thật sự khác biệt. Nhìn thoáng qua, có lẽ con cáo kia ở chỗ sâu nhất của sơn cốc, hai bên bờ cát rộng không đến 100 mét,
nhưng là cao gần trăm trượng, có núi cát cao như vậy, lại không bị gió cát sa mạc tấn công, quả nhiên là chỗ tốt. Ngay khi mấy người đi tới cái hồ nhỏ đường kính không tới 30 mét, mặt hồ yên tĩnh bên trong đột nhiên xảy ra tiếng va chạm, trong nháy mắt một bóng trắng lao ra khỏi mặt nước, thoát một cái đã bỏ chạy. Xa hồ Bạch Tiểu Sinh hô lên. Cả năm người đều không nghĩ tới, con cáo cát màu trắng bạc sẽ đột nhiên nhảy ra khỏi hồ nước, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Bạch Tiểu Sinh lên tiếng như thể đang đối mặt với kẻ địch, mọi người cẩn thận, ngay từ thời điểm bắt đầu nhìn thấy xa hồ thì chúng ta đã đối đầu với nó. Dương Bách Xuyên không thể hiểu nổi, chỉ là nhìn thấy một con hồ ly mà thôi, có cần phải căng thẳng như vậy không? Bạch Huynh, nhìn qua chỉ là một con hồ ly nhỏ mà thôi, Huynh cũng đừng quá thận trọng như vậy. Dương Bách Xuyên nhìn không được mở miệng nói. Bạch Tiểu Sinh do dự, lắc đầu nói, Dương Huynh không biết về loại hồ ly này rồi, chúng không giống với những yêu hồ khác, thiên phú thần thông ảo ảnh của nó rất đáng sợ, có thể khiến cho người khác rơi vào mê muội trong lúc lơ đãng. Hơn nữa, mặc dù sa hồ là thú dữ nhưng lại có trí khôn, có thể tương trợ để tạo ra ảo ảnh, nơi này chính là địa bàn của nó, có thể nói là kể từ khi sa hồ xuất hiện, e là đã bắt đầu sử dụng mê thuật rồi. Mọi người không nên xem thường bất kỳ một con sa hồ nào, cho dù là thành niên thì cũng không được xem nhẹ. Trong bốn người thì Bạch Tiểu Sinh là người uyên bác nhất, tuy hắn ta không nói nhiều nhưng lại rất trầm ổn, nếu như Bạch Tiểu Sinh đã căn dặn trịnh trọng như thế, vậy thì sa hồ kia nhất định không đơn giản, Dương Bách Xuyên cũng không dám khinh thường nữa, hắn gật đầu tỏ ý đã biết. Trịnh Bân Bân lấy bản đồ ra, tỉ mỉ quan sát rồi nói, địa điểm không sai. Hang ổ của sa hồ ở gần hồ nước, chúng ta tìm thử xem. Theo như Trịnh Bân Bân nói, nước mắt của hồ tiên mà bọn họ cần ở bên trong hang ổ của sa hồ, hơn nữa còn có hoa vô điệp, chỉ cần tìm thấy xào huyệt của sa hồ thì có thể lấy được nước mắt hồ tiên và hoa vô diệp. Có điều, quan trọng là bọn họ cũng không biết hang ổ của sa hồ trông như thế nào, bọn họ chỉ tìm tới đây dựa theo một tấm bản đồ. Theo thông tin được cung cấp thì nơi này có hai sa hồ đã trưởng thành, đồng nghĩa với việc còn một ổ tiểu hồ ly, bọn họ không hề lo ngại về tiểu hồ ly, điều đáng lo ngại là hai sa hồ trưởng thành, bốn người bọn họ hoàn toàn không biết phải đối phó như thế nào, đây cũng là nguyên nhân vì sao Trịnh Bân Bân nhìn thấy thực lực của Dương Bách Xuyên thì ra sức lôi kéo hắn. Thêm một cao thủ có cùng cấp bậc, ít nhiều gì cũng thêm an toàn, hy vọng đoạt được nước mắt hồ tiên cũng tăng lên. Mấu chốt hiện tại là phải tìm thấy hang ổ của sa hồ thì mới được. May mà đây cũng là chỗ sâu bên trong sơn cốc, nơi này không lớn, có lẽ không khó để tìm kiếm. Cộng thêm tiểu hồ ly vừa chạy ra khỏi mặt nước, xem như là có phương hướng, năm người bọn họ tìm về phía tiểu hồ ly bỏ chạy. Khu vực xung quanh hồ nhỏ không lớn, độ sâu chỉ hơn 300 mét, không đến nửa giờ, năm người trở lại hồ nước, bọn họ không hề nhìn thấy một con sa hồ nào. Quái lạ thật, một nơi nhỏ như vậy, sao lại không có gì được chứ? Trịnh Bân Bân cau mày lẩm bẩm, đừng nói là sa hồ, mà ngay cả con chuột cũng không thấy. Liệu có nhầm chỗ không? Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi. Không thể nào, tấm bản đồ này là bản đồ có cấp bậc phong ấn ở cung điện phiêu lưu, những thông tin ghi chép trên này đều được các tiền bối đời trước mạo hiểm, dùng máu để đổi lấy, tuyệt đối không sai chỗ được. Hơn nữa vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy có một con sa hồ chạy ra từ mặt nước còn gì, vậy nên không sai được đâu. Trịnh Bân Bân tin tưởng không nghi ngờ. Dương Bách Xuyên nghe Trịnh Bân Bân nói như vậy, trong đầu hắn lóe lên một tia, có lẽ nào ở trong hồ nước không? Vừa dứt lời, bốn người Trịnh Bân Bân đều giật mình, hai mắt bọn họ sáng lên, khả năng cao là như vậy. Bọn họ tìm quanh một vòng hồ nước cùng không thấy, chỗ khả nghi nhất bây giờ là cái hồ trước mặt. Trên bản đồ chỉ ghi lại, hang hổ của sa hồ ở gần hồ nước, cũng không hề nói không thể nằm trong hồ. Nghe Nhóc Xuyên nói như vậy, đúng thật là có khả năng. Trịnh Bân Bân gật đầu nói. Chắc chắn là như vậy, Hoa Liễu Tường cũng gật đầu đồng ý. Chỉ có Bạch Tiểu Sinh là lắc đầu nói, ta cảm thấy không đúng lắm, nếu như hang ổ của sa hồ ở dưới nước, vậy thì sa hồ lao ra khỏi mặt nước vừa rồi thì giải thích thế nào? Rõ ràng chúng ta nhìn thấy hướng sa hồ đi, nhưng lại không tìm thấy tung tích. Con tiểu hồ ly kia chạy đâu rồi? Bạch Tiểu Sinh phân tích. Ặc, nhị ca nói cũng có đạo lý, nói như vậy thì có lẽ hang ổ của sa hồ không phải dưới nước,
hơn nữa tiểu sa hồ quả thật đã chạy về hướng kia, nhưng chúng ta lại không phát hiện ra chỗ khả nghi, nó chạy đi đâu rồi. Cũng đâu thể biến mất được đúng không? Hoa Liễu Tường nói. Trịnh Bân Bân cau mày phân tích, bây giờ chỉ có hai kết quả, một là hang ổ của sa hồ ở dưới nước, trong hồ có một không gian khác. Hai là ở nơi nào đó bên sườn núi cách đây không xa, chỉ là chúng ta không tìm ra được. Dứt lời, Trịnh Bân Bân bình tĩnh như một người dẫn đầu, nàng nói, như vậy đi, một người ở lại trên bờ quan sát, đề phòng chẳng may, những người khác thì xuống dưới hồ xem thử, lão nhị, ý của ngươi thế nào? Dương Bách Xuyên nhìn ra, trong bốn huynh muội Trịnh Bân Bân, lão nhị Bạch Tiểu Sinh có vai trò giống như một quân sư, lão tam Hoa Liễu Tường có tốc độ nhanh, đảm đương nhiệm vụ dò hỏi thông tin tình báo. Lão tứ Thiết Hùng thì có thể kết luận bằng hai chữ, hung ác. Trịnh Bân Bân là người ra quyết định, Dương Bách Xuyên cũng không hề ngạc nhiên khi thấy nàng trưng cầu ý kiến của Bạch Tiểu Sinh, còn bản thân Dương Bách Xuyên là người đi cùng, hắn chưa bao giờ nghĩ mọi người sẽ hỏi ý kiến của mình. Bạch Tiểu Sinh nghe xong câu hỏi của Trịnh Bân Bân, hắn bất ngờ liếc về phía Dương Bách Xuyên, sau đó mới đáp lời nàng, để cẩn trọng hơn, ta nghĩ, ta và Lão Tứ sẽ ở lại trên bờ, để Dương Bách Xuyên và Lão Tam cùng xuống hồ xem thử, hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau. Trịnh Bân Bân giật mình nhìn về phía Dương Bách Xuyên, nhóc Xuyên, người có ý kiến gì không? Nàng vốn dĩ không tính Dương Bách Xuyên vào, nhưng lúc này nghe lão nhị Bạch Tiểu Sinh sắp xếp, nàng cũng hiểu vì sao lão nhị lại làm như vậy. Dương Bách Xuyên có thực lực vượt trội, trên người hắn ta cũng cất giấu rất nhiều thứ thần bí, để hắn xuống hồ xem thử quả thật là không tệ, lão nhị và lão tứ ở trên bờ trông coi, như vậy là ổn thỏa. Dương Bách Xuyên đương nhiên không có ý kiến. Cho dù có thì hắn cũng không thể nói ra, hắn hiểu được sắp xếp của Bạch Tiểu Sinh, đơn giản vì thực lực của hắn hay là cho rằng, để hắn ở lại trên bờ sẽ không yên tâm. Không thành vấn đề. Vậy thì được, quyết định như vậy nhé, lão nhị nếu có vấn đề gì thì hãy thông báo. Trịnh Bân Bân dặn dò Bạch Tiểu Sinh. Ta biết, Bạch Tiểu Sinh gật đầu đáp. Ngay sau đó, Trịnh Bân Bân dẫn đầu đi xuống hồ. Dương Bách Xuyên và Lão Tam Hoa Liễu Tường theo sát ở phía sau. Tất cả mọi người đều có tu vi ở cảnh giới xuất khiếu, tránh nước mà nói chỉ là việc còn con, bọn họ không hề bị ảnh hưởng bởi áp lực của nước. Cái hồ có đường kính rộng chưa tới 30 mét, sau khi ba người lặn xuống hơn 10 mét thì trở nên tối đen, may là cả ba đều là tu chân giả có thị lực hơn người, không chịu bất kỳ cản trở nào. Trịnh Bân Bân đi đầu, xông về phía trước. Điều này khiến cho Dương Bách Xuyên phải nhìn nàng với một con mắt khác, một nữ lại có thể đảm đương như vậy, chẳng trách bốn người lại gọi nàng là lão đại. Vừa bơi, ba người vừa trao đổi linh thức. Hoa Liễu Tương nói, lão đại, xem ra cái hồ này rất sâu, hơn nữa càng lặn xuống thì linh khí càng dày đặc, quả nhiên là có điểm kỳ quái. Biết vậy thì cẩn thận chút, lặn xuống dưới xem thử. Linh thức của Trịnh Bân Bân truyền vào trong đầu Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên gật đầu nhưng không nói gì, hắn vẫn luôn quan sát tình huống dưới đáy hồ, ở một nơi chữa rõ thế nào hắn cũng không dám sử dụng linh thức để kiểm tra, chỉ sợ sẽ gặp phải cái gì đó cắn trả, hồ nước này càng xuống sâu thì càng cảm thấy u ám, khiến cho hắn có chút khó chịu. Mà lúc này, trùng tử đang nằm trên đầu hắn giống như chiếc kẹp tóc, nó bỗng nhiên truyền âm cho hắn nói, chủ nhân, trùng tử thấy lạnh quá, người ta không thích nơi này. Dương Bách Xuyên nghe trùng tử nói vậy, trong lòng hắn căng thẳng, hắn biết vật nhỏ có thiên phú dị bẩm, rất mẫn cảm với những thứ xa lạ, hắn phải thật cẩn thận. Đồng thời an ủi trùng tử đừng lo lắng, xuống xem thử rồi tính, nếu có chuyện gì xảy ra thì nhớ bảo vệ tốt bản thân. Từ sau khi trùng tử tiến hóa, cơ thể nó lại lớn hơn một vòng. Không thể chui vào trong tai của Dương Bách Xuyên được nữa mà nằm bò trên đầu hắn. Chỉ cần nó không cử động thì sẽ trở thành một chiếc kẹp tóc xinh xắn. Điều này khiến Dương Bách Xuyên ít nhiều gì cũng cảm thấy khó chịu, nhưng thôi kệ vật nhỏ đi. Trong lúc Dương Bách Xuyên đang trao đổi với trùng tử, đây hồ đột nhiên xuất hiện một ánh sáng màu xanh lục, giống như có thứ gì đó đang phát sáng cách bạn họ hơn 20 mét. Lúc này, ba người họ đã lặn xuống dưới nước hơn 50 mét, thoạt nhìn thì cái hồ này ít nhất phải sâu 100 mét. Rất nhanh ba người đã lặn xuống đáy hồ. Trong tầm mắt, bọn họ nhìn thấy một vầng ánh sáng rất lớn. Bức màn sáng màu xanh ngọc tỏa sáng rực rỡ, chính là ánh sáng mà họ nhìn thấy vừa nãy. Đây là kết giới,
Trịnh Bân Bân lên tiếng. Xem ra, nơi này thật sự có vấn đề, chẳng lẽ đây chính là hang ổ của Sa Hồ, chúng ta làm thế nào mới có thể tiến vào được, có vẻ kết giới này không hề đơn giản. Không biết có phá giải được không? Lão Tam Hoa Liễu Tương nói. Dương Bách Xuyên không lên tiếng, nhưng nhìn kết giới trước mắt, trong lòng vô cùng khiếp sợ, cái hồ này có hình dạng thẳng đứng, mặt hồ có đường kính chừng 30 mét, đáy hồ cũng vậy, giống như một cái giếng sâu 100 mét. Mà kết giới này được đặt trên vách giếng, cửa vào rộng tầm 3 mét, khí tức tản ra từ kết giới cảm giác như còn mạnh hơn cả đại chiến thành yêu quang năm đó. Lúc này, Dương Bách Xuyên thầm nghĩ, nơi này chắc hẳn không phải hình thành tự nhiên, rõ ràng là do con người làm ra. Cũng không biết phía sau kết giới có phải hang ổ của Sa Hồ hay không, hay lại là một nơi khác, dù sao thì ở đây cũng rất quái dị. Ngay lúc này, Trịnh Bân Bân ra tay về phía kết giới, nàng nói, mặc kệ đi, thử rồi tính. Dứt lời, Trịnh Bân Bân bỗng nhiên đánh một chưởng tới màn kết giới. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, nước dưới đáy hồ dao động dữ dội, kết giới màu xanh ngọc bích tràn ngập ánh sáng. Đáy nước nhất thời đục ngầu, ảnh hưởng đến tầm nhìn. May mà không xảy ra chuyện gì, kết giới cũng không xuất hiện lực cắn trả. Một lúc sau, đáy nước trong trở lại. Kết giới vẫn như cũ, Trịnh Bân Bân cau mày nói, kết giới này quá mạnh. Ba người chúng ta hợp lại thử xem. Chủ nhân, hay là để ta thử đi, kết giới này có sức mạnh của không gian, chỉ với chân khí thì rất khó để phá vỡ. Giọng của trùng tử vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên giật mình, sau khi phản ứng kịp, đúng thế, khi trùng tử chưa tiến hóa đã là cao thủ phá vỡ kết giới trận pháp, sao hắn lại có thể quên mất trùng tử nhỉ? Hiện tại vật nhỏ này đã tiến hóa, Dương Bách Xuyên cũng không biết nó có bản lĩnh thần thông nào, nắm chắc phá vỡ kết giới được mấy phần. Hắn hỏi lại, trùng tử nắm chắc mấy phần có thể phá vỡ được kết giới này? Chuyện đơn giản, chủ nhân xem ta đi. Trùng tử đầy tự tin nói. Dương Bách Xuyên gật đầu, sau đó quay sang nói với Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường, đừng vội, ta để trùng tử thử xem. Trùng tử, Trịnh Bân Bân nhìn Dương Bách Xuyên, đương nhiên nàng biết vật nhỏ này, nhưng cũng không rõ trùng tử có năng lực phá vỡ kết giới. Dương Bách Xuyên còn chưa kịp đáp, giọng nói non nớt của trùng tử đã vang lên, không phải chỉ là một kết giới thôi sao, đối với bản vương mà nói thì đây chỉ là một chuyện còn con. Dứt lời, trùng tử nhanh như chớp, đập cánh bay tới trước kết giới 1 mét. Chỉ thấy toàn thân trùng tử tỏa ra luồng ánh sáng màu bạc, giống như tia chớp bay thẳng tới kết giới, chỉ có Dương Bách Xuyên nhìn thấy rõ, ánh sáng này là do trùng tử vẫy hai chân trước phát ra. Lúc này, Dương Bách Xuyên cảm nhận được rõ ràng điểm phi thường của trùng tử, ánh sáng màu bạc phát ra từ hai chân trước của vật nhỏ, tỏa ra lượng khí tức cường đại khiến cho Dương Bách Xuyên ngạc nhiên. Trong chớp mắt, luồng khí tức này đã đáp xuống kết giới. Rắc ầm. Một tiếng giống như thủy tinh vỡ vang lên. Ba người trừng mắt nhìn kết giới màu xanh bị vỡ nát rồi biến mất. Thân là chủ nhân như Dương Bách Xuyên cũng bị trùng tử dọa cho hết hồn, đây chính là nghịch thiên, dễ dàng phá vỡ một kết giới còn mạnh hơn so với đại chiến thành yêu quang năm đó, quả thật là nằm ngoài dự liệu của Dương Bách Xuyên. Phải biết. Năm đó trùng tử phải mất mấy ngày mới có thể phá vỡ kết giới đại trận. Trong lòng của Dương Bách Xuyên nghĩ, cho dù hiện tại trùng tử đã tiến hóa nhưng cũng không mạnh tới mức như vậy. Nhưng thực tế thì ngoài sức tưởng tượng. Về phần Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường, hai người họ đều ngạc nhiên không nói nên lời. Xem đi, ta đã nói chỉ là chuyện còn con thôi mà. Sau khi khoe khoang xong, trùng tử quay trở lại trên đầu Dương Bách Xuyên, xinh đẹp như một chiếc kẹp tóc. Những lời khoe khoang của trùng tử khiến ba người sững sờ, sau đó thì cười phá lên, nhất là Dương Bách Xuyên, trong lòng hắn rất vui vẻ. Năng lực phá vỡ kết giới của trùng tử rất mạnh, mặc dù không biết trùng tử còn sở hữu năng lực nào khác không, nhưng đối với Dương Bách Xuyên mà nói, trùng tử đã có năng lực phá vỡ kết giới, cho dù không có những thứ khác thì như vậy cũng đủ rồi, chỉ riêng bản lĩnh thần thông của trùng tử, những nơi bình thường đã không thể vây nhốt hắn nữa rồi. Mặc dù năng lực của trùng tử đã lộ ra trước mắt Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường, nhưng may mà Trịnh Bân Bân là người có thể trở thành bằng hữu, Dương Bách Xuyên không hề lo lắng. Trong tiếng cười vang của A Người, sau khi kết giới bị phá vỡ, trên vách giếng xuất hiện một sơn động, bỗng nhiên bên trong truyền tới một tiếng thét dài. Giống.
Ba người quay đầu nhìn lại, lúc này cửa hang vẫn có ánh sáng xanh lờ mờ lập lòe, bọn họ không nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì, hơn nữa, kỳ lạ là nước trong hồ lại không chảy vào bên trong sơn động. Sau khi tiếng gầm gừ từ trong hang vọng ra, ba người đều cảm thấy bên tai như ù đi. Tiếng kêu không giống như hồ ly, ngược lại giống như tiếng gầm của mãnh thú. Nhìn chằm chằm vào cửa hang, Trịnh Bân Bân đúng là người tài gan lớn. Nàng bước chân vào bên trong rồi nói, vào xem thử đi. Vừa dứt lời, người đã không thấy đâu. Hoa Liễu Tường theo sát phía sau. Dương Bách Xuyên cười khổ, cũng vội vàng đi theo. Sau khi bước vào bên trong, cả người như ở trong làn sương mù màu xanh mờ ảo, nhưng đi vài bước lại xuất hiện trong một hang động tự nhiên, khắp nơi đều có tường đá màu lục phát sáng, toàn bộ vật liệu trong hang động đều là màu xanh. Còn bản thân hắn cũng đang ở trong đại sảnh. Nhưng mà Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường lại không thấy đâu. Điều này không khỏi khiến cho Dương Bách Xuyên có một tia dự cảm xấu. Ba người họ gần như là đi sát nhau, nhưng trong chốc lát đã không thấy dấu vết của hai bọn họ, đúng là kỳ quái. Trịnh Đại Mỹ Nữ, Trịnh Bân Bân, Hoa Huynh. Dương Bách Xuyên hô lên nhưng không một ai đáp lại. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Người đâu? Lúc này, Dương Bách Xuyên phát hiện ra có chỗ nào đó không đúng. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía sau, muốn đi ra xem thử. Kết quả, lúc hắn xoay người lại thì không thấy con đường lúc tiến nào nữa. Mà ngay lúc này, trong đại sảnh vang lên một giọng nói đầy ngoan độc, Dương Bách Xuyên, chúng ta lại gặp nhau rồi, hôm nay bản tôn sẽ băm ngươi thành trăm mảnh. Dương Bách Xuyên bỗng nhiên xoay người. Không ngờ ma đầu đại tôn lại xuất hiện. Ma đầu đại tôn, lúc này, Dương Bách Xuyên gần như là nghiến răng nghiến lợi, hắn nhớ tới cảnh Liễu Linh Linh bị ma đầu đại tôn giết chết. Sau đó bộ thanh mai cũng bị lão ta và Trương Thiến bắt đi, ánh mắt hắn đỏ ngầu, mọi suy nghĩ đều bị ném ra sau đầu, lúc này Dương Bách Xuyên chỉ muốn giết chết ma đầu đại tôn. Ma đầu, chịu chết đi. Dương Bách Xuyên đỏ mắt nhìn kẻ thù đại tôn, hắn lật tay vung kiếm đổ long về phía ma đầu. Hừ, tìm chết, trên tay ma đầu đại tôn cũng xuất hiện một thanh trường kiếm chém tới Dương Bách Xuyên. Sau khi hai kiếm chạm vào nhau, Dương Bách Xuyên lui về sau một bước, còn ma đầu đại tôn thì lùi tới mấy chục mét, mãi cho tới khi đập lên vách tường của đại sảnh. Dương Bách Xuyên ngạc nhiên, không ngờ hiện tại ma đầu đại tôn lại yếu như vậy, chẳng lẽ là do lần trước bị hắn đánh trọng thương, thực lực hao tổn nặng nề. Nghĩ thì như vậy nhưng kiếm trong tay lại không hề chậm trễ, hắn lắc mình rồi bổ về phía ma đầu đại tôn, ánh mắt Dương Bách Xuyên đỏ ngầu, trong lòng ngập tràn sát ý vô tận, chỉ muốn chém chết đại ma đầu, báo thù cho Liễu Linh Linh. Sau đó, khi kiếm của Dương Bách Xuyên đang chuẩn bị đâm tới ma đầu đại tôn, lão ta nôn ra một ngụm máu rồi chợt nở một nụ cười, Trương Thiến, đưa bộ thanh mai ra đây. Dứt lời, Trương Thiến và bộ thanh mai bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh ma đầu đại tôn. Dương Bách Xuyên, cứu em, vừa xuất hiện, trên người bộ thanh mai đã tràn đầy thương tích, cây dao bị Trương Thiến đặt trên cổ đã cứa ra máu. Dương Bách Xuyên, đừng có cử động, nếu không thì tôi sẽ giết chết bộ thanh mai. Vẻ mặt Trương Thiến dữ tợn nhìn về phía Dương Bách Xuyên. Lúc này, cơ thể Dương Bách Xuyên phát run, hắn vội vàng dừng bước, bỏ cô ấy ra. Hai mắt Dương Bách Xuyên đỏ ngầu khi nhìn thấy những vết thương chồng chất trên người bộ thanh mai. Hắn thật sự không dám cử động. Phụt. Lúc này, Dương Bách Xuyên bất ngờ bị ma đầu đại tôn đạp một phát vào ngực, bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu. Ha ha ha, danh con dám đối đầu với ta, bản tôn sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Ma đầu đại tôn cười ngạo nghễ. Dương Bách Xuyên siết chặt nắm đấm đang định phản kháng, nhưng những lời nói của ma đầu đại tôn lại khiến hắn từ bỏ ý định. Tốt nhất là ngươi đừng cử động. Nếu không thì nữ nhân của ngươi sẽ phải chết, ha ha ha. Lúc này, Dương Bách Xuyên ngồi xổm trong đại sảnh, hắn căm tức nhìn về phía ma đầu đại tôn và Trương Thiến, nhìn tới bộ thanh mai, trong mắt ngày càng đỏ. Có điều, Dương Bách Xuyên lại không chú ý tới cái đầu lâu treo bên hông của mình, hay nói đúng hơn là linh hồn mà hắn thu phục năm ấy, từ sâu trong đôi mắt đó lóe lên một màu xanh quỷ dị. Dương Bách Xuyên tức tới bùng nổ. Nhưng hắn không thể làm gì cũng không dám di chuyển một ly, chỉ sợ bộ thanh mai sẽ bị thương.
hắn đang đối mặt với kẻ thù lớn nhất của mình, Ma Đầu Đại Tôn, và Trương Thiên có lòng ghen ghét với Bộ Thanh Mai, hắn không dám động. Nhưng mà, nếu không cử động thì sẽ bị Ma Đầu Đại Tôn sỉ nhục, thậm chí là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, Dương Bách Xuyên siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào trong da thịt, lòng bàn tay hắn bắt đầu rỉ máu. Ma Đầu Đại Tôn bước từng bước về phía hắn, lão ta không hề sợ hãi, dù sao thì có Bộ Thanh Mai ở trong tay, Ma Đầu Đại Tôn chắc chắn Dương Bách Xuyên sẽ không dám phản đòn. Bịch phụt. Quả nhiên là lão ta lại ra tay lần thứ hai, đánh một quyền lên mặt của Dương Bách Xuyên, hắn lại bay ngược ra ngoài, khóe miệng chảy máu. Trùng tử, Dương Bách Xuyên không hề đánh trả, ánh mắt hắn càng thêm đỏ ngập, trong lòng kêu gào trùng tử, để vật đỏ đi giải cứu Bộ Thanh Mai, bởi vì kích thước của trùng tử rất nhỏ, Ma Đầu Đại Tôn và Trương Thiến sẽ không chú ý tới nó, nếu không thì hắn đã sớm thả người trong không gian càn khôn ra để chiến đấu rồi, nhưng cục diện trước mắt cũng không phải cứ nhân số đông thì có thể giải quyết. Gọi trùng tử ba tiếng giống như đá chìm đáy biển, lúc này Dương Bách Xuyên mới phát hiện, trùng tử vốn đang nằm trên đầu hắn như một chiếc kẹp tóc, hiện tại đã không thấy đâu nữa. Trái tim hắn như chìm xuống đáy vực. Lẽ nào hắn phải trơ mắt nhìn Ma Đầu Đại Tôn đánh đập, làm nhục sao? Dương Bách Xuyên muốn đánh trả, nhưng hắn không dám, một khi hắn phản đòn thì Bộ Thanh Mai sẽ nguy hiểm tính mạng. Khó hắn lắm mới gặp được nữ nhân của mình, Dương Bách Xuyên sao có thể để cô gặp nguy hiểm? Hoặc nói đúng hơn là nguy hiểm tới tính mạng. Hắn đã mất đi một Liễu Linh Linh, lúc này hắn không hề muốn Bộ Thanh Mai cũng sẽ như vậy. Nhưng, đây là vấn đề tiến thoái lưỡng nan. Nếu phản đòn thì Dương Bách Xuyên nắm chắc có thể giết chết được Ma Đầu Đại Tôn, tiêu diệt Trương Thiến, hắn sẽ sống sót, nhưng nếu như vậy thì đương nhiên Bộ Thanh Mai sẽ chết. Một vấn đề nan giải đang ở trước mặt hắn. Lúc này Ma Đầu Đại Tôn cười độc ác bước tới, trong tay lão xuất hiện một thanh kiếm dài sắc bén. Dương Bách Xuyên lau sạch máu ở khóe miệng, hắn chậm rãi đứng dậy rồi híp mắt nhìn chằm chằm Ma Đầu Đại Tôn, bỏ Bộ Thanh Mai ra, ta sẽ thế chỗ của cô ấy, nếu không thì cá chết lưới rách. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên đã làm ra một hành động mà người ngoài nhìn vào sẽ cho là ngu xuẩn, hắn thà chết cũng không muốn phụ nữ nhân của mình. Khi Dương Bách Xuyên nói ra những lời này, Ma Đầu Đại Tôn đang đứng cách hắn 3 mét, trong mắt lão ta đột nhiên lóe ra một tia sáng màu xanh lục. Ngay cả Trương Thiến và Bộ Thanh Mai ở phía sau cũng như vậy. Sâu trong mắt ba người bọn họ có một tia sáng xanh lập lòe, nhưng rất quỷ dị. Ha ha, ngươi đúng là thâm tình, có thể hy sinh bản thân vì một nữ nhân. Ma Đầu Đại Tôn dừng bước, lão nhìn Dương Bách Xuyên hỏi. Chỉ cần ngươi bỏ nàng ấy ra, ta bằng lòng một mạng đổi một mạng, kẻ thù của ngươi là ta, không phải nàng ấy. Dương Bách Xuyên chỉ vào Bộ Thanh Mai, trầm giọng nói. Lúc này, không một ai phát hiện, trong hốc mắt đầu lâu đang treo bên hông Dương Bách Xuyên ngày càng đỏ rực, ngay cả Dương Bách Xuyên cũng không hề phát giác. Ha ha ha, Ma Đầu Đại Tôn cười phá lên, nhưng lão ta lập tức dừng lại, hôm nay, bản tôn không thể làm theo ý của ngươi được, ta xem ngươi có thể làm được trò trống gì, hừ. Dứt lời, Ma Đầu Đại Tôn vung kiếm về phía Dương Bách Xuyên, miệng còn cười nham hiểm nói, đừng có né tránh, ngoan ngoãn để bản tôn xiên ngươi vài nhát. Nếu không thì nữ nhân của ngươi sẽ thêm vài lỗ thủng trên người. Lời nói đầy đe dọa. Dương Bách Xuyên tức tới phát run, nhưng hắn thật sự không dám cử động, Ma Đầu Đại Tôn đang nắm trong tay tử huyệt của hắn. Dương Bách Xuyên quá trọng tình cảm, đây cũng là điểm yếu lớn nhất của hắn, năm đó sư phụ Vân Thiên Tà cũng đã từng nói với hắn chuyện này. Hắn trơ mắt nhìn kiếm của Ma Đầu Đại Tôn đang đâm tới ngực mình, càng ngày càng gần. Có đánh trả không? Dương Bách Xuyên tự hỏi, nhưng khi nhìn thấy con dao đang đặt trước cổ Bộ Thanh Mai, trên người cô chẳng chịt vết thương, cuối cùng thì hắn cũng quyết định nhắm hai mắt lại. Lúc này, một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Hẳn chỉ nghe được, chủ nhân, đánh trả đi, tất cả chỉ là ảo ảnh. Gì, ảo ảnh, ngươi là ai? Dương Bách Xuyên hỏi theo bản năng. Chủ nhân, ta là Thiện Linh, trước tiên chủ nhân hãy đánh trả. Giải trừ nguy hiểm, đợi ta phá vỡ ảo ảnh của đối phương thì sẽ biết. Giọng của Thiện Linh vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Từ sau khi chiếm được Thiện Linh vào năm đó, Dương Bách Xuyên nghe theo kiến nghị của lão quỷ ở La Phù, hắn không giết chết tà linh này,
mà thu phục được thì đổi tên thành Thiện Linh, sau đó thì Thiện Linh hóa thành bản thể thành một cái đầu lâu, treo ở bên hông hắn như một vật trang trí, kích thước của nó chỉ to bằng cái nắm tay nên hắn cũng quên mất. Hôm nay nếu không phải Thiện Linh chủ động nhắc nhở thì Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ ra. Lúc này, trong đầu hắn bỗng thông suốt. Hắn lựa chọn tin tưởng Thiện Linh, bởi vì nó là người hầu mà hắn thu phục, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, hắn chết thì Thiện Linh cũng sẽ tan thành mây khói, thế nên Thiện Linh sẽ không hại hắn. Hơn nữa, theo lời của Thiện Linh thì những gì đang diễn ra trước mắt chỉ là ảo ảnh, lúc này Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy có gì đó không đúng, đầu tiên là vừa bước chân vào đã không thấy tung tích của Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường, điều này rất vô lý. Thứ hai là trùng tử đang nằm trên đầu hắn cũng biến mất không thấy, phải biết vật nhỏ là linh trùng của hắn, sẽ không dễ dàng bỏ đi mà không nói một lời. Điểm thứ ba là đáng nghi ngờ nhất, không ngờ hắn lại gặp ma đầu Đại Tôn, Trương Thiến và Bộ Thanh Mai ở đây, nơi này nằm sâu bên trong hoang mạc ở Châu Tây Sơn, liệu có trùng hợp quá mức không? Cộng thêm Bạch Tiểu Sinh luôn nhấn mạnh mọi người phải hết sức cẩn thận, đây là địa bàn của Sa Hồ, sơ ý một chút là sẽ mắc bẫy. Sa Hồ am hiểu nhất chính là thuật ảo ảnh. Nghe xong lời Thiện Linh nói, Dương Bách Xuyên chợt bừng tỉnh, hắn nhìn về phía ba người ma đầu Đại Tôn, Trương Thiến và Bộ Thanh Mai. Cuối cùng thì hắn cũng phát hiện, có một ánh sáng xanh kỳ lạ trong sâu thẳm trong đôi mắt của ba người họ. Dương Bách Xuyên biết, nếu hắn quá quan tâm tới thì sẽ bị loạn. Có lẽ tất cả những gì trước mắt thật sự chỉ là một ảo ảnh. Mặc dù hắn chưa từng tu luyện qua thuật pháp này, nhưng trong truyền thừa mà sư phụ để lại có ghi chép, thuật ảo ảnh cấp cao có thể trộm tâm ma. Cũng có thể nói, đối phương thi triển ảo ảnh có thể đánh cắp nội tâm của bọn họ, dựa vào nội tâm ám ảnh, ký ức, v.v. mà tạo ra ảo ảnh, hơn nữa còn vô cùng chân thực. Lúc này, Dương Bách Xuyên đối mặt với thanh kiếm của ma đầu Đại Tôn, hắn đánh trả mà không cần nghĩ ngợi. Hắn đương nhiên tin tưởng Thiện Linh. Ầm a. Một chiêu mang theo bao oán hận, lần này, người bay ngược ra ngoài là ma đầu Đại Tôn, lão ngã xuống đất trong tiếng la hét. Mà giọng của Thiện Linh cũng vang lên, chủ nhân hãy nhắm mắt lại, ta sẽ cho chủ nhân thấy nguyên hình của ba con yêu quái trước mặt. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì nhắm chặt mắt. Hắn chỉ cảm thấy trên mắt mình xẹt qua một tia mát lạnh rồi biến mất, trong mơ hồ. Dương Bách Xuyên cảm giác được lực lượng ân hồng, hắn biết đây chính là sức mạnh âm tà của Thiện Linh. Còn nhớ năm đó, khi lão quỷ xin tha thứ, lão nói, theo thời gian thì tà sẽ sinh ra linh tính, nhưng phải xem chủ nhân của nó là ai, khống chế nó như thế nào, theo chính đạo hay là làm kẻ ác. Dương Bách Xuyên nhớ đến câu nói này, một chút cũng không hề sai. Cũng may mà khi đó hắn giữ lại Thiện Linh, nếu không thì hôm nay thật sự nguy hiểm rồi. Chủ nhân. Xong rồi, chỉ trong chớp mắt, Thiện Linh đã lên tiếng. Dương Bách Xuyên mở hai mắt, khi nhìn về phía trước, cơ thể hắn run lên, sau đó cơ thể hắn tràn ngập tức giận và sát khí vô tận. Hóa ra hắn bị ba con súc sinh này đùa bỡn. Trước mắt hắn là ma đầu Đại Tôn, Trương Thiến và Bộ Thanh Mai, nhưng sau khi được Thiện Linh làm phép, hắn chỉ nhìn thấy ba con Sa Hồ đang đứng thẳng. Bị ba con hồ ly đùa giỡn. Đúng là tức không chịu nổi, nếu chuyện này truyền ra bên ngoài, hắn bị thứ súc sinh này giỡn, đánh cho hộc máu, người khác sẽ cười đến rụng răng. Ngay lúc Dương Bách Xuyên tức đến phát run, ma đầu Đại Tôn bị đánh phía đối diện, hoặc nói đúng hơn là một con yêu hồ giả dạng, nó tức giận mắng, Dương Bách Xuyên, người dám đánh trả, người không sợ bản tôn sẽ giết chết Bộ Thanh Mai hay sao? Dương Bách Xuyên nghe thấy yêu hồ giả dạng thành ma đầu Đại Tôn còn đang uy hiếp mình, đúng là tức cười. Đương nhiên hắn cũng biết, sau khi hai mắt của bản thân được Thiên Linh làm phép mới có thể nhìn thấy được nguyên hình của yêu hồ, lúc này bọn chúng vẫn chưa biết hắn có năng lực này, càng không biết trên người hắn có một Thiện Linh âm tà. Chỉ nghe Dương Bách Xuyên cười lạnh nói, ngươi giết đi, không giết thì ngươi là cháu ta. Nghe Dương Bách Xuyên nói ra một câu rét lạnh, không giết thì ngươi là cháu ta, điều này khiến cho ma đầu Đại Tôn yêu hồ ngây cả người. Nó có thể giết sao? Đương nhiên là không, đây là đồng loại, yêu hồ bọn chúng liên thủ lại thi triển ảo ảnh, đánh cắp tâm ma từ sâu trong nội tâm của Dương Bách Xuyên, sau đó thì biến thân thành ma đầu Đại Tôn, Trương Thiến và Bộ Thanh Mai. Giờ phút này, hắn nhìn thấy ma đầu Đại Tôn sửng sốt, giống như có chút khó xuống tay.
Dương Bách Xuyên hừ lạnh nói, thế nào? Không dám sao, nếu ngươi không dám, thì ta giúp ngươi. Dứt lời, thanh kiếm đổ long trong tay Dương Bách Xuyên vung lên, giống như chỉ đợi phân phó, thân hình khẽ lóe lên, giây sau hắn đã xuất hiện bên cạnh yêu hổ biến hình thành ma đầu đại tôn. Thứ xúc sinh như mày cũng dám giỡn cờ tiểu gia, chết đi. Dương Bách Xuyên dùng toàn lực vung kiếm qua, thực ra thì thực lực của yêu hồ trước mặt hắn cũng không lớn, gượng ép thì mới chỉ bước vào cảnh giới tu vi xuất khiếu mà thôi, qua hai lần giao đấu đã được chứng minh, yêu hồ không phải là đối thủ của Dương Bách Xuyên. Giờ phút này, ba bọn họ đã hiện ra nguyên hình trước mặt Dương Bách Xuyên. Hắn cũng không suy tính thêm nữa, cơn tức giận vì bị đùa giỡn bộc phát. Một kiếm này của Dương Bách Xuyên mang theo sức mạnh mà ngay cả xuất khiếu hậu kỳ hay là đại viên mãn cũng không dám ngăn chặn, đừng nói chỉ là một yêu hồ giả dạng đại tôn. A! À. Khi chém tới, ma đầu đại tôn đột nhiên thay đổi sắc mặt, nó không ngờ Dương Bách Xuyên thật sự sẽ ra tay, yêu hồ bắt đầu luống cuống vì biết rõ bản thân không phải là đối thủ của Dương Bách Xuyên, có thể thi triển ảo ảnh để mê hoặc Dương Bách Xuyên đã là tốt lắm rồi. Nhưng yêu hồ vẫn không hiểu. Vì sao đột nhiên Dương Bách Xuyên lại trở mặt như vậy, ngay cả nữ nhân bộ thanh mai của mình cũng không đếm xỉa. Ngay lúc yêu hồ đang hoảng loạn thì nghe thấy Dương Bách Xuyên nói, thứ xúc sinh như mày cũng dám giỡn cờ tiểu gia, lúc này thì yêu hồ hiểu rõ, Dương Bách Xuyên đã nhìn thấu ảo ảnh mà ba yêu hồ liên hợp lại. Trong lòng ngày càng hoảng loạn. Có điều, thanh kiếm của Dương Bách Xuyên đã vung tới ngay trước mặt. Giờ phút này... Mặc dù không biết Dương Bách Xuyên đã phá vỡ ảo ảnh bằng cách nào, nhưng uy lực của kiếm không thể coi thường, cũng không kịp né tránh, yêu hồ giả dạng thành ma đầu đại tôn giơ pháp khí trong tay để chống đỡ. Trường kiếm trong tay yêu hồ bị kiếm của Dương Bách Xuyên chém gãy bay ra ngoài. Kiếm khí huyền hoàng đánh lên người yêu hồ. Yêu hồ giả dạng ma đầu đại tôn kêu gào thảm thiết, máu chảy ào ào, bị kiếm của Dương Bách Xuyên bổ thành hai đoạn, chém xiên từ vai trái xuống thắt lưng. Lập tức con yêu hồ hiện nguyên hình, ngã xuống đất kêu gào nhưng không chết. Hừ, quả nhiên là xúc sinh. Dương Bách Xuyên hừ lạnh, hắn híp mắt nhìn về hai con yêu hồ đang giả dạng thành Trương Thiến và Bộ Thanh Mai. Trong mắt bọn chúng ngập tràn vẻ hoảng sợ, vội vàng muốn chạy trốn. Nhưng làm sao Dương Bách Xuyên có thể để chúng chạy được? Muốn chạy, muộn rồi, Dương Bách Xuyên giận dữ nói. Nguyên thần xuất khiếu. Lúc này, M thần và Dương thần biến thành hai luồng sáng, một đen một trắng cao 9 thước ở sau lưng hắn, nháy mắt đã đi về phía hai yêu hồ hóa thân thành Trương Thiến và Bộ Thanh Mai đang muốn chạy trốn. Hắn cảm nhận được khí tức của hai yêu hồ này yếu hơn, cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh đại viên mãn, đối với Dương Bách Xuyên mà nói, để M Dương nhị thần đi đối phó chẳng tốn hơi sức nào. Chỉ trong nháy mắt, M Dương nhị thần lóe lên rồi biến mất. Chui thẳng vào trong cơ thể của hai yêu hồ. A! À, sau hai tiếng hét kinh hoàng, trên mặt đất lại xuất hiện thêm hai xác sa hồ, Dương Bách Xuyên đã điều khiển M Dương Nguyên Thần để cắn nuốt thần hồn của yêu hồ. Lúc này, trên mặt đất còn có một cơ thể bị chia làm hai đoạn. Trong nháy mắt, từ cơ thể của yêu hồ bay ra một hạt châu màu xanh, bay vèo một cái vào trong vách tường rồi biến mất. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn qua nhưng cũng không đuổi theo. Yêu hồ thừa dịp sơ hở chạy trốn, hiển nhiên là nguyên thần chạy trốn, tình hình này rất khó đuổi theo. Hắn cũng không để ý nhiều, dù sao thì thể xác đã bị tiêu diệt, nguyên thần có chạy trốn thì cũng không gây ra sóng gió gì. Hắn vung tay về xác hai yêu hồ trên mặt đất, ngay lập tức, hai viên ngọc màu xanh lục lớn chừng bằng hạt đào bay ra từ trong cơ thể, trực tiếp bị Dương Bách Xuyên thu lấy. Dương Bách Xuyên biết đây là yêu đan của yêu hồ. Giống như nguyên anh của thu chân giả, mặc dù thần hồn bị tiêu diệt nhưng trong yêu đan vẫn lưu lại sức mạnh, dùng để luyện đan hoặc là tu luyện thì cực kỳ tốt. Hắn không dám dùng nguyên anh của nhân tộc, bởi vì đều là nhân loại, dù sao thì vẫn có trở ngại, nhưng nếu là yêu đan của yêu tộc thì Dương Bách Xuyên lại không quan tâm, huống chi đây còn là yêu hồ dám đùa giỡn hắn. Sau khi thu lấy yêu đan của yêu hồ, Dương Bách Xuyên lấy đầu lâu thiên linh đang treo bên hông, hắn cầm trong tay nói, thiện linh. Hiện thân đi. Dứt lời, đầu lâu trong tay hắn phát ra sáng màu đỏ sẫm, hóa thành một tia sáng, chớp mắt, bên cạnh Dương Bách Xuyên đã xuất hiện một đứa bé chừng 3-4 tuổi. Thiện linh bái kiến chủ nhân. Thần hồn của thiện linh bị Dương Bách Xuyên khống chế,
không có sự cho phép của Dương Bách Xuyên thì sẽ không được tự tiện biến thành hình người. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên không chút thay đổi nhìn qua, mang theo tài khí của Thiện Linh, dù sao thì hắn vẫn luôn có chút mâu thuẫn, bởi vì Thiện Linh vốn là tà khí được sinh ra từ oán khí của thế gian, người bình thường, nhất là tu chân giả sẽ vô cùng khó chịu khi gặp nó, cảm giác không thoải mái. Có điều, lần này may mà có Thiện Linh mới cứu được hắn một mạng, mặc dù không thích hơi thở của Thiện Linh nhưng Dương Bách Xuyên vẫn mỉm cười nói, lần này ngươi làm rất tốt. Thiên chức của Thiện Linh là bảo vệ chủ nhân đừng khách sáo. Rõ ràng, bộ dáng chỉ là một đứa trẻ nhưng lời nói của Thiện Linh lại không có chút cảm xúc nào, khiến cho người khác không thể lại gần, cũng không thể xem hắn như một đứa trẻ. Dương Bách Xuyên không khách sáo nữa, hắn gật đầu, nhìn qua, đại sảnh này không thấy được đường vào, nhìn xem có còn cảnh ảo ảnh hay không. Nếu như vừa rồi, chủ nhân giết chết thần hồn của yêu hồ muốn chạy thoát, ảo cảnh ở nơi này đương nhiên sẽ biến mất, nhưng Thiện Linh cũng có cách phá vỡ ảo ảnh. Dứt lời, Thiện Linh đi tới một góc trong sảnh, hai tay phát ra ánh sáng màu đỏ, đột nhiên hóa thành mặt trời đỏ rực vô cùng chói mắt, toàn thân tỏa ra ánh sáng chiếu rọi toàn bộ đại sảnh. Dương Bách Xuyên nhìn thấy ánh sáng thì nhắm mắt theo bản năng. Chủ nhân, xong rồi. Giây sau, giọng của Thiện Linh vang lên, khi hắn mở mắt thì cảnh tượng trước mắt đã thay đổi rất lớn. Hắn nhìn thấy Trịnh Bân Bân, Hoa Liễu Tường rồi lại cảm nhận được liên hệ giữa mình và trùng tử, vật nhỏ vẫn nằm sấp trên đầu hắn giống như chiếc kẹp tóc. Chủ nhân, vừa rồi người làm sao vậy? Ta gọi rất lâu mà người cứ không thèm để ý tới ta. Giọng trùng tử vang lên trong đầu. Dương Bách Xuyên biết, rất định là thuật ảo cảnh của yêu hồ khiến hắn mất đi liên hệ với trùng tử, vì vậy trùng tử không gọi được hắn cũng là chuyện bình thường. Không sao. Dương Bách Xuyên đáp lại trùng tử một tiếng, sau đó nhìn về hướng Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường. Sau khi Thiện Linh phá bỏ ảo cảnh, Dương Bách Xuyên phát hiện mình đang đứng trong một nham động tự nhiên khổng lồ, toàn bộ hang động là một ánh sáng đỏ rực như lửa, không hề giống với màu xanh lục vừa rồi. Đây là một hang động khổng lồ phức tạp, không ẩm ướt như trong tưởng tượng mà có vẻ rất khô ráo. Mà Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường đang đứng ở một nơi cách hắn 100 mét. Nơi bọn họ đứng là một hang động rất lớn, cao chừng 5 đến 60 mét, không gian ít nhất cũng mấy vạn mét vuông. Xung quanh hang động có những cái hang lớn nhỏ, khiến cho Dương Diệc Vân có cảm giác mình đã bước vào tổ của một con ong vò vẽ. Điều khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên là vẻ mặt đau khổ của Hoa Liễu Tường, trong miệng lẩm bẩm, ta muốn giết chết ngươi, đuổi theo yêu hồ chém giết nhưng rõ ràng là rơi vào trạng thái bị mê hoặc. Hoa Liễu Tường chịu thiệt, toàn thân tràn đầy vết thương. Hắn đánh không lại yêu hồ. Gương mặt Trịnh Bân Bân thì tràn đầy nước mắt, đối diện với hai con yêu hồ, bọn họ đang nói gì đó, bởi vì khoảng cách quá xa nên Dương Bách Xuyên cũng không nghe được nàng đang nói gì, giống như đang tái hiện lại những lời ở vương triều phiêu lưu, một con yêu hồ ở đối diện giơ móng vuốt sắc nhọn rồi từ từ lại gần Trịnh Bân Bân. Dương Bách Xuyên đã hoàn toàn thoát khỏi thuật ảo cảnh, lúc này hắn có thể nhìn rõ bản chất. Nhưng Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường lại không thấy. Dương Bách Xuyên nhìn thấy yêu hồ đang đến gần, hai người rõ ràng đã bị yêu hồ khống chế tâm ma, lâm vào trong ảo cảnh, vô cùng nguy hiểm. Thiện Linh phá vỡ ảo ảnh, vừa xuất hiện đã trông thấy cục diện này, trong lòng Dương Bách Xuyên lập tức kinh sợ, hai người họ đều rất nguy hiểm, hắn hô to Thiện Linh, trùng tử ra tay. Dứt lời, hắn xách kiếm trực tiếp chạy về phía con yêu hồ trước mặt Trịnh Bân Bân. Nhiệt xúc, ngươi dám. Nghe tiếng Dương Bách Xuyên nổi giận gầm lên, hai con yêu hồ phát run, vẻ mặt hoảng sợ. Thật ra tu vi của yêu hồ ở đây không cao, nhưng thuật ảo ảnh thì lại rất lợi hại. Thiện Linh và trùng tử bay về phía Hoa Liễu Tường, còn Dương Bách Xuyên thì giận dữ lao tới chỗ Trịnh Bân Bân. Hai con yêu hồ đang đối phó với Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường nhìn thấy Dương Bách Xuyên thì hoảng loạn, hẳn là bọn chúng không ngờ tới có người phá được thuật ảo ảnh. Dù sao thì trong mắt của Dương Bách Xuyên, chúng chính là yêu hồ, nhưng trong ảo cảnh của Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường thì lại là người. Sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên chớp mắt đã đến bên cạnh, yêu hồ đang chuẩn bị xuống tay với Trịnh Bân Bân, lúc này nó giơ móng vuốt chụp tới đầu nàng. Ánh mắt Dương Bách Xuyên lạnh đi, muốn chết. Dưới chân, thân pháp chỉ xích thiên nhai công tầng thứ 3 chuyển động tới cực điểm, trong nháy mắt đã chắn ở trước mặt Trịnh Bân Bân. Hắn vung kiếm chém về phía yêu hồ. Giống.
Con yêu hồ rú lên tiếng kêu không phải là tiếng người, kiếm của Dương Bách Xuyên đã chém đứt đi một cánh tay của nó, hoặc nói đúng hơn là móng vuốt. Yêu hồ muốn bỏ chạy trong tiếng kêu thảm thiết. Hừ! Dương Bách Xuyên có thể để cho chúng chạy sao? Tay phải giơ lên, thần thông thủ cốt đánh thẳng về phía yêu hồ đang chạy trốn. Ầm ầm! Sau một tiếng nổ vang, yêu hồ cũng không gầm lên tiếng kêu thảm nữa, nó bị một chưởng của Dương Bách Xuyên đánh chết, sau đó lấy đi yêu đan màu vàng. Bên tai truyền tới tiếng kêu thảm, Thiện Linh và trùng tử bên này cũng đã giải quyết xong yêu hồ mê hoặc hoa liễu tường. Sau khi tia sáng bạc lóe lên, chỉ thấy trùng tử bay vào trong cơ thể yêu hồ, chớp mắt, trùng tử đã ôm một viên yêu đan màu vàng xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên. Yêu đan của ba yêu hồ làm hại hắn có màu xanh, giống như là xanh biếc, mà yêu đan của yêu hồ đối mặt với Trịnh Bân Bân và hoa liễu tường lại có màu vàng. Lúc này, Dương Bách Xuyên nghĩ tới, yêu đan của yêu thú cũng có thuộc tính, giống với công pháp tu luyện của tu chân giả, tư chất tu luyện công pháp là linh căn thuộc tính nào thì sức mạnh sẽ là thuộc tính đó, đa số là thuộc tính ngũ hành. Lúc này, trùng tử ôm viên yêu đan đến Dương Bách Xuyên cầu khen ngợi, chủ nhân. Ta lấy yêu đan cho chủ nhân rồi này. Trong lúc nói chuyện, trùng tử còn cố tình nhìn về phía Thiện Linh. Điều này khiến cho Dương Bách Xuyên cười khổ, gương mặt của trùng tử không khác gì một mặt người thu nhỏ, rất có biểu cảm. Không chỉ như vậy, trùng tử vừa mới tiến hóa, tuy là trí óc chỉ giống như một đứa trẻ, chỉ số thông minh không cao. Còn nhìn Thiện Linh thì giống như 3-4 tuổi nhưng lại khiến cho Dương Bách Xuyên không thể đoán được. Trùng tử rõ ràng là bởi vì sự xuất hiện của Thiện Linh nên mới ghen tị, Dương Bách Xuyên lắc đầu cười khổ, hắn biết Thiện Linh sẽ không để ý. Quả nhiên, vẻ mặt Thiện Linh vẫn không cảm xúc. Dương Bách Xuyên nhận lấy yêu đan đang được trùng tử ôm trước ngực, hắn khen ngợi trùng tử một câu, rồi nhìn về phía Trịnh Bân Bân và hoa liễu tường, ánh mắt bọn vẫn đần độn như cũ, hiển nhiên là vẫn chưa thoát khỏi mộng cảnh. Dương Bách Xuyên nói với Thiện Linh, giải trừ mộng cảnh cho bọn họ. Vâng thưa chủ nhân, dứt lời, ngón tay búng ra hai tia sáng về phía Trịnh Bân Bân và hoa liễu tường. Giây sau, ánh mắt Trịnh Bân Bân và hoa liễu tường dần dần thanh tỉnh, lấy lại tinh thần, hoàn toàn thoát khỏi ảo ảnh. Đây là, vừa khôi phục, Trịnh Bân Bân đã nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc của Thiện Linh đang đứng cạnh Dương Bách Xuyên, sau đó lại nhìn thi thể yêu hồ trên mặt đất, nàng lập tức hiểu ra mọi chuyện. Trịnh Bân Bân không ngừng chửi mắng lũ yêu hồ. Mà hoa liễu tường sau khi hoàn hồn thì cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghĩ lại còn thấy sợ. Hắn quay sang cảm ơn Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên kể ngắn gọn lại những gì vừa mới xảy ra, cả ba người đều thở dài, bây giờ nghĩ còn phát run, nếu không phải có Thiện Linh thì ba bọn họ phải bỏ mạng ở đây rồi. Lúc này, bọn họ mới hiểu được những lời dặn dò của Bạch Tiểu Sinh, thuật ảo ảnh của Sa Hồ không phải chuyện đùa, quả đúng là như vậy. Bọn họ vừa bước vào hang động đã như vậy rồi. Nghĩ lại, lúc vừa bước vào hang động, e là lớp sương mù màu xanh lục có vấn đề, hỏi Thiện Linh thì đúng như vậy thật. Dương Bách Xuyên cũng không biết, vì sao Thiện Linh lại không sợ thuật ảo ảnh, nhưng hắn cũng đoán được một chút, Thiện Linh vốn sinh ra từ nỗi oán hận, một tà diệt trăm cảnh. Cuối cùng là bởi vì tà khí đặc biệt, hắn cũng không hỏi nhiều, dù sao thì hiện tại Thiện Linh vẫn là nô bộc của hắn. Nhìn về phía cánh cửa biến mất phía sau, Dương Bách Xuyên nói, đây chắc hẳn là hang ổ của Sa Hồ, bây giờ chúng ta làm thế nào? Con đường ở phía sau cũng biến mất, muốn ra ngoài thì phải tìm đường mới. Trịnh Bân Bân quan sát hang động dày đặc xung quanh, nếu đã vào được tới đây rồi thì sẽ không có chuyện tay không trở về, nhìn qua thì thực lực của yêu hồ ở đây cũng không mạnh, cái lợi hại chính là thuật ảo ảnh, có Thiện Linh của ngươi ở đây, chúng ta không sợ, đi thôi. Vào hang ổ của Sa Hồ, đây rõ ràng không phải là địa bàn chính, nhưng chắc cũng không xa nữa đâu. Trong ghi chép thì hang ổ Sa Hồ chỉ có hai con là hồ yêu đã trưởng thành, vừa rồi xuất hiện chỉ là đám tiểu hồ ly, theo ghi chép, đến hang nghìn mắt, tìm động cơn lốc thì có thể vào được hang ổ của bọn chúng. Động cơn lốc, Dương Bách Xuyên không hiểu, nơi này nhiều động như vậy, làm sao biết được cái nào là cơn lốc? Ta cũng đâu có biết. Nhưng trên bản đồ ta lấy được đã ghi chép như vậy, đến một cái hồ nhỏ thì sẽ tìm được hang ổ của Sa Hồ ở vùng lân cận, mà ghi chép phía sau bị đứt đoạn, ngươi nhìn chú thích trên bản đồ. Trịnh Bân Bân nói xong thì chỉ tay vào một dòng chữ nhỏ li ti cho Dương Bách Xuyên xem.
Quả nhiên, Dương Bách Xuyên nhìn thấy trên đầu bản đồ có một dòng chữ nhắc tới hang ổ của Sa Hồ, có lẽ là ghi chép cách để tiến vào. Nhưng không nhìn thấy gì sau vết rách nữa. Có điều, dòng ghi chú nhỏ thì vẫn còn, trên đó viết đến được hang nghìn mắt tiến vào động cơn lốc thì sẽ tới được hang ổ của Sa Hồ, dòng chữ nhỏ viết đến đây là hết. Nhưng ba người Dương Bách Xuyên vẫn hiểu được, ý nói là, nơi bọn họ đang đặt chân chính là hang nghìn mắt, nơi này là một hang động khổng lồ, xung quanh bốn phía là vô số những hang động nhỏ, đúng là rất xứng với cái tên hang nghìn mắt. Dòng chữ nhỏ bên trên bản đồ gợi ý, tìm động cơn lốc bên trong hang nghìn mắt thì sẽ thấy nơi ẩn náu của Sa Hồ. Về phần đâu mới là động cơn lốc trong vô số những hang động ở đây thì bọn họ phải tự tìm. Có điều, Dương Bách Xuyên nghĩ tới hai từ cơn lốc, then chốt. Tìm một hang động có gió hẳn là động cơn lốc. Nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên trả bản đồ lại cho Trịnh Bân Bân, chúng ta chia nhau ra tìm đi, một cửa động có gió, ta sẽ bảo Trùng Tử và Thiện Linh giúp đỡ. Trịnh Bân Bân gật đầu, được, quyết định như vậy đi. Mấy người chia nhau đi tìm kiếm. Thật ra còn chưa tới 10 phút thì Thiện Linh đã có phát hiện. Ba người Dương Bách Xuyên và Trịnh Bân Bân cùng qua xem thử, quả nhiên đứng trước cửa động, bọn họ có thể nghe thấy tiếng gào thét, có thể gió thổi đến. Chắc là nơi này rồi, chúng ta đi thôi. Trịnh Bân Bân có chút gấp gáp, nói xong thì nàng dẫn đầu chui vào trong. Theo sau là Hoa Liễu Tường, Dương Bách Xuyên rất cạn lời với Trịnh Bân Bân, đối mặt với hang động đen kịt đường kính còn chưa tới 2 mét. Nàng không cân nhắc mức độ nguy hiểm, tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Nhưng lúc này hắn cũng không còn cách nào khác, Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường đã vào trong, hắn chỉ đành đi theo sau bọn họ, chỉ là, hắn bảo Thiện Linh khôi phục lại trạng thái đầu lâu, treo bên hông. Dặn dò Trùng Tử nằm trên đầu phải cẩn thận. Hắn luôn cảm giác nơi này rất cổ quái, mục đích bốn người Trịnh Bân Bân tới đây, đơn giản chỉ là tìm nước mắt Hồ Tiên, trong hoàn cảnh chưa rõ ràng. Trịnh Bân Bân lại không hề sợ hãi, ngược lại còn rất hăng hái, điều này rất vô lý. Hắn thầm nghĩ, mặc kệ thế nào thì bản thân phải cẩn thận một chút mới được. Có điều hắn cũng cảm nhận được Trịnh Bân Bân không hề có ý xấu với mình. Đây cũng là nguyên nhân nàng theo hắn vào trong sơn động. Đi lại trong hang động khoảng hơn 10 phút, phía trước đột nhiên vang lên tiếng hô của Hoa Liễu Tường, a. Lão đại, sau đó Hoa Liễu Tường la lên. Dương Bách Xuyên giật mình, hắn còn chưa kịp phản ứng thì bên trong sơn động bỗng nhiên van lên âm thanh vang dội, vù vù vù. Đây chính xác là tiếng gió lốc. Giây sau, một lực hút vô cùng khổng lồ xuất hiện. Dương Bách Xuyên vận công chân khí để chống đỡ theo bản năng, nhưng hắn phát hiện mình không có năng lực phản kháng lại lực hút ở phía trước. Ngay sau đó, cơ thể mất đi thăng bằng, trời đất bắt đầu quay cuồng, lúc này trong đầu Dương Bách Xuyên chỉ có một suy nghĩ. Sơn động nổi lên gió lốc. Hơn nữa là lốc xoáy xoay tròn có lực hút rất lớn, cơ thể giống như là bị cuốn vào trong cơn lốc, từng cơn chóng mặt ập tới, Dương Bách Xuyên cảm thấy cơ thể mình ngày càng yếu. Không biết qua bao lâu, khi Dương Bách Xuyên mở mắt ra, toàn thân hắn run rẩy giống như rơi vào hầm băng. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã bị yêu hồ bao vây. Dương Bách Xuyên là người đầu tiên tỉnh lại, bên cạnh hắn là Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường. Hiện tại, Dương Bách Xuyên chỉ muốn chửi bậy, mắng người đưa bản đồ cho Trịnh Bân Bân, con mẹ nó, tấm bản đồ rách, còn ghi chép tỉ mỉ, giờ thì hay rồi, bọn họ trực tiếp bị yêu hồ bao vây. Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường vẫn còn đang hôn mê, hiển nhiên là cả ba người họ bị cơn lốc đột nhiên ập tới làm cho bất tỉnh. Mà lúc này, bọn họ vẫn đang ở trong sơn động có điều lại giống như đặt Phật vào trong hang pha lê, nơi này trong suốt như pha lê. Hơn nữa cũng không hề nhỏ. Khoảng chừng 3 tới 500 mét vuông. Xung quanh bốn phía đều là yêu hồ, đủ các loại màu lông khác nhau, ánh mắt màu xanh lục hoặc là màu vàng đất, nhìn chằm chằm trên người Dương Bách Xuyên. Tình huống lúc này vô cùng tồi tệ. Nhưng đây vẫn không phải là mấu chốt, quan trọng nhất là Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được khí tức xung quanh, ít nhất cả có tới 7-8 xuất khiếu kỳ, mặc dù không mạnh bằng hắn, có lẽ là sơ kỳ. Nhưng hắn không đấu lại được nhiều như vậy, đây là yêu hồ đó, là yêu, không dễ đối phó, ngoại trừ 7-8 hơi thở kia thì còn lại phải tới 3-40 nguyên anh. Bọn họ bị vây chặt ở giữa. Trong ghi chép thì hang ổ Sa Hồ chỉ có 2 con là hồ yêu đã trưởng thành, vừa rồi xuất hiện chỉ là đám tiểu hồ ly, theo ghi chép,
đến hang nghìn mắt, tìm động cơn lốc thì có thể vào được hang ổ của bọn chúng. Động cơn lốc, Dương Bách Xuyên không hiểu, nơi này nhiều động như vậy, làm sao biết được cái nào là cơn lốc? Ta cũng đâu có biết, nhưng trên bản đồ ta lấy được đã ghi chép như vậy, đến một cái hồ nhỏ thì sẽ tìm được hang ổ của Sa Hồ ở vùng lân cận, mà ghi chép phía sau bị đứt đoạn, ngươi nhìn chú thích trên bản đồ. Trịnh Bân Bân nói xong thì chỉ tay vào một dòng chữ nhỏ li ti cho Dương Bách Xuyên xem. Quả nhiên, Dương Bách Xuyên nhìn thấy trên đầu bản đồ có một dòng chữ nhắc tới hang ổ của Sa Hồ, có lẽ là ghi chép cách để tiến vào. Nhưng không nhìn thấy gì sau vết sách nữa. Có điều, dòng ghi chú nhỏ thì vẫn còn, trên đó viết đến được hang nghìn mắt tiến vào động cơn lốc thì sẽ tới được hang ổ của Sa Hồ, dòng chữ nhỏ viết đến đây là hết. Nhưng ba người Dương Bách Xuyên vẫn hiểu được, ý nói là, nơi bọn họ đang đặt chân chính là hang nghìn mắt, nơi này là một hang động khổng lồ, xung quanh bốn phía là vô số những hang động nhỏ, đúng là rất xứng với cái tên hang nghìn mắt. Dòng chữ nhỏ bên trên bản đồ gợi ý, tìm động cơn lốc bên trong hang nghìn mắt thì sẽ thấy nơi ẩn náu của Sa Hồ. Về phần đâu mới là động cơn lốc trong vô số những hang động ở đây thì bọn họ phải tự tìm. Có điều, Dương Bách Xuyên nghĩ tới hai từ cơn lốc, then chốt. Tìm một hang động có gió hẳn là động cơn lốc. Nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên trả bản đồ lại cho Trịnh Bân Bân, chúng ta chia nhau ra tìm đi, một cửa động có gió, ta sẽ bảo Trùng Tử và Thiện Linh giúp đỡ. Trịnh Bân Bân gật đầu, được, quyết định như vậy đi. Mấy người chia nhau đi tìm kiếm. Thật ra còn chưa tới 10 phút thì Thiện Linh đã có phát hiện. Ba người Dương Bách Xuyên và Trịnh Bân Bân cùng qua xem thử, quả nhiên đứng trước cửa động, bọn họ có thể nghe thấy tiếng gào thét, có thể gió thổi đến. Chắc là nơi này rồi, chúng ta đi thôi. Trịnh Bân Bân có chút gấp gáp, nói xong thì nàng dẫn đầu chui vào trong. Theo sau là Hoa Liễu Tường, Dương Bách Xuyên rất cạn lời với Trịnh Bân Bân, đối mặt với hang động đen kịt đường kính còn chưa tới 2 mét. Nàng không cân nhắc mức độ nguy hiểm, tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Nhưng lúc này hắn cũng không còn cách nào khác, Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường đã vào trong, hắn chỉ đành đi theo sau bọn họ, chỉ là, hắn bảo Thiện Linh khôi phục lại trạng thái đầu lâu, treo bên hông. Dặn dò Trùng Tử nằm trên đầu phải cẩn thận. Hắn luôn cảm giác nơi này rất cổ quái, mục đích bốn người Trịnh Bân Bân tới đây, đơn giản chỉ là tìm nước mắt Hồ Tiên, trong hoàn cảnh chưa rõ ràng, Trịnh Bân Bân lại không hề sợ hãi, ngược lại còn rất hăng hái, điều này rất vô lý. Hắn thầm nghĩ, mặc kệ thế nào thì bản thân phải cẩn thận một chút mới được. Có điều hắn cũng cảm nhận được Trịnh Bân Bân không hề có ý xấu với mình. Đây cũng là nguyên nhân nàng theo hắn vào trong sơn động. Đi lại trong hang động khoảng hơn 10 phút, phía trước đột nhiên vang lên tiếng hô của Hoa Liễu Tường, a. Lão đại, sau đó Hoa Liễu Tường la lên. Dương Bách Xuyên giật mình, hắn còn chưa kịp phản ứng thì bên trong sơn động bỗng nhiên vang lên âm thanh vang dội, vù vù vù. Đây chính xác là tiếng gió lốc. Giây sau, một lực hút vô cùng khổng lồ xuất hiện. Dương Bách Xuyên vận công chân khí để chống đỡ theo bản năng, nhưng hắn phát hiện mình không có năng lực phản kháng lại lực hút ở phía trước. Ngay sau đó, cơ thể mất đi thăng bằng, trời đất bắt đầu quay cuồng, lúc này trong đầu Dương Bách Xuyên chỉ có một suy nghĩ, sơn động nổi lên gió lốc. Hơn nữa là lốc xoáy xoay tròn có lực hút rất lớn, cơ thể giống như là bị cuốn vào trong cơn lốc. Từng cơn chóng mặt ập tới, Dương Bách Xuyên cảm thấy cơ thể mình ngày càng yếu. Không biết qua bao lâu, khi Dương Bách Xuyên mở mắt ra, toàn thân hắn run rẩy giống như rơi vào hầm băng. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã bị yêu hồ bao vây. Dương Bách Xuyên là người đầu tiên tỉnh lại, bên cạnh hắn là Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường. Hiện tại, Dương Bách Xuyên chỉ muốn chửi bậy, mắng người đưa bản đồ cho Trịnh Bân Bân, con mẹ nó, tấm bản đồ rách. Còn ghi chép tỉ mỉ, giờ thì hay rồi, bọn họ trực tiếp bị yêu hồ bao vây. Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường vẫn còn đang hôn mê, hiển nhiên là cả ba người họ bị cơn lốc đột nhiên ập tới làm cho bất tỉnh. Mà lúc này, bọn họ vẫn đang ở trong sơn động có điều lại giống như đặt Phật vào trong hang pha lê, nơi này trong suốt như pha lê, hơn nữa cũng không hề nhỏ. Khoảng chừng 3 tới 500 mét vuông. Xung quanh bốn phía đều là yêu hồ. Đủ các loại màu lông khác nhau, ánh mắt màu xanh lục hoặc là màu vàng đất, nhìn chằm chằm trên người Dương Bách Xuyên. Tình huống lúc này vô cùng tồi tệ.
Nhưng đây vẫn không phải là mấu chốt, quan trọng nhất là Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được khí tức xung quanh, ít nhất cả có tới 7-8 xuất khiếu kỳ, mặc dù không mạnh bằng hắn, có lẽ là sơ kỳ, nhưng hắn không đấu lại được nhiều như vậy. Đây là yêu hồ đó, là yêu, không dễ đối phó, ngoại trừ 7-8 hơi thở kia thì còn lại phải tới 3-40 nguyên anh. Bọn họ bị vây chặt ở giữa. Đảo mắt qua một lượt, trong lòng Dương Bách Xuyên giật mình khi nhìn thấy trước mặt mình là một bệ đá pha lê, phía trên là hai con bạch hổ có kích thước lớn hơn số còn lại đang nằm sấp. Nếu như những yêu hồ xung quanh chỉ to bằng con sói, thì hai bạch hổ phía trên lại to như một con bê. Hai bạch hổ đang nằm sấp trên bệ đá không giống với những yêu hồ kia, Dương Bách Xuyên không thể cảm nhận được khí tức của bọn chúng. Rõ ràng là mạnh hơn yêu hồ xung quanh rất nhiều. Cảnh tượng lúc này giống như đang lên chiều, hắn và Trịnh Bân Bân, Hoa Liễu Tường là phạm nhân, mà yêu hồ đang vây quanh ba người họ là văn võ đại thần, hai con bạch hồ nằm trên bệ chính là quân vương. Tình hình rất tồi tệ. Điều may mắn duy nhất ở đây là ba người họ không bị yêu hồ lập tức giết chết hay là giam cầm, bọn họ vẫn được tự do, nhưng nhìn tình hình xung quanh, Dương Bách Xuyên thầm cười khổ, thế này thì cũng đâu khác gì. Mấy chục con yêu hồ cộng thêm hai bạch hồ trên bệ kia, e là ba người họ không có năng lực phản kháng. Cũng may, trùng tử biến thân thành kẹp tóc trên đầu hắn vẫn ở đây, thiện linh trên hông không biến mất, trên người hắn còn bình càn khôn. Dương Bách Xuyên nghĩ mình ở tình thế khó khăn thì cũng chỉ có thể trốn vào trong bình càn khôn, có điều đó là tình huống xấu nhất, trốn bên trong bình càn khôn cũng không phải chuyện tốt. Lúc này, tiếng rên rỉ khẽ vang lên. Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường không hẹn mà cùng tỉnh, sau khi hai người phục hồi tinh thần, nhìn đám yêu hồ đang bao vây thì phát run. Trong đại sảnh, không một yêu hồ nào lên tiếng, bọn chúng chỉ nhìn chằm chằm vào ba người, mà hai bạch hồ thì vẫn nằm ngủ say trên bệ pha lê. Dương Bách Xuyên có chút khô miệng hỏi Trịnh Bân Bân, làm thế nào bây giờ? Trong lòng Dương Bách Xuyên vẫn luôn nghi ngờ, dường như mục đích Trịnh Bân Bân tới đây không hề đơn giản. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể hy vọng Trịnh Bân Bân có cách đối phó với cục diện trước mắt. Ngay khi Trịnh Bân Bân đang định mở miệng nói gì đó, đột nhiên Dương Bách Xuyên nhìn thấy yêu hồ xung quanh bốn phía quỳ một chân xuống mặt đất, tất cả đều hướng về phía trước. Lúc này, ba người Dương Bách Xuyên không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai bạch hồ không biết đã đứng dậy từ khi nào, ánh mắt của bọn chúng có màu đỏ yêu dị. Ngay sau đó, toàn thân hai bạch hồ phát ra ánh sáng chói mắt. Giây sau bạch hồ trên bệ pha lê đã hóa thành hai người. Một nam một nữ có tướng mạo trung niên, rõ ràng đây là vương hậu của hồ tộc, trong lòng Dương Bách Xuyên thầm nghĩ. Nam thì nghiêm nghị, nữ thì vô cùng xinh đẹp. Giây sau, người nam chậm rãi nói, nhân loại vì sao lại xông vào địa bàn yêu tộc? Cớ gì giết chết tộc nhân của ta? Vừa mở miệng đã đặt ra hai vấn đề. Dù sao thì Trịnh Bân Bân cũng là xuất khiếu trung kỳ. Nàng không hề sợ hãi, Trịnh Bân Bân nhìn bạch hồ hóa hình phía đối diện nói, chúng ta muốn tới động hồ tiên, lấy một món đồ, về phần giết tộc nhân của ngươi là vì bọn họ mê hoặc, muốn giết ta trước, điều này không thể trách bọn ta được. Láo sực, bạch hồ trung niên tức giận. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm nhận được khí tức cường đại từ trên người đôi bạch hồ, không ngờ lại là xuất khiếu đại viên mãn. Trong lòng không ngừng sôi trào. Hai yêu hồ có thể so ngang với xuất khiếu đại viên mãn của tu chân giả, phiền phức rồi đây. Vốn dĩ, Dương Bách Xuyên cho rằng bạch hồ trung niên tức giận là bởi vì Trịnh Bân Bân nói tới chuyện giết chết tộc nhân của lão ta, chuyện này cũng là do yêu hồ dùng ảo cảnh với ba người họ, giết chúng cũng là điều bình thường. Có điều, nói ra thì bọn họ đang xông vào địa bàn của người ta, đúng ra thì là ba người họ không đúng. Nhưng Dương Bách Xuyên nghe ra, trong lời nói của Trịnh Bân Bân lại không mang theo chút sợ hãi nào, hơn nữa còn nói cái gì mà đi tới động hồ tiên. Còn lấy một vật. Điều này khiến Dương Bách Xuyên thở dài, quả nhiên là Trịnh Bân Bân không nói thật với hắn, nàng căn bản không phải tới đây để tìm nước mắt hồ tiên gì đó, mà là đang tìm đồ vật. Nghe Trịnh Bân Bân nói như vậy, giống như nàng muốn lấy đi vật của mình. Mà chính câu này đã khiến cho bạch hồ trung niên tức giận. Chỉ nghe bạch hồ trung niên trầm giọng nói, động hồ tiên là cấm địa của tộc ta, ngay cả phu thê ta cũng không thể tiến vào, nhân tộc các ngươi sao có thể. Lúc này, Trịnh Bân Bân cười lạnh đáp, ta đã nói, ta muốn lấy lại một thứ ở động hồ tiên, thứ thuộc về gia tộc ta. Giọng điệu cực kỳ kiên quyết. Giây phút này,
Dương Bách Xuyên cũng không lo lắng thêm nữa, chuẩn bị xem kịch, rõ ràng là Trịnh Bân Bân có lý do, nàng không nói cho hắn biết mục đích thật sự nàng tới đây, điều này khiến Dương Bách Xuyên ít nhiều gì cũng cảm thấy không thoải mái. Trịnh Bân Bân vừa dứt lời, Bạch Hồ Trung Niên, hoặc nói đúng hơn là Bạch Hồ Vương giận tới tím mặt, hoang đường, yêu tộc của ta liên quan gì tới nhân tộc của ngươi, cấm địa của tộc ta sao lại có đồ của ngươi được. Ánh mắt của Bạch Hồ Vương lóe lên, sau đó nói tiếp, tự tiện xông vào tộc của ta, chết vạn lần cũng chưa hết tội, bản vương sẽ giết chết các ngươi. Nói xong, Bạch Hồ Vương bà Vương Hậu bên cạnh bay từ trên bệ pha lê xuống, chuẩn bị ra tay. Toàn thân Dương Bách Xuyên căng thẳng, chuẩn bị chiến đấu, mặc dù biết không phải là đối thủ nhưng hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu trói. Mà lúc này, khóe mắt hắn liếc thấy Trịnh Bân Bân nở nụ cười lạnh, ra ra quả nhiên nói không sai, hồ tộc gian xảo không thể tin. Dứt lời, Trịnh Bân Bân giơ ngón tay, nặn ra một giọt máu, sau đó vẽ ra phù văn bay lượn trên không trung, trong miệng lẩm bẩm niệm chú. Dương Bách Xuyên lập tức dừng lại. Hắn muốn xem Trịnh Bân Bân dùng thủ đoạn gì để đối phó với hai yêu hồ có thực lực so ngang với xuất khiếu đại viên mãn. Trong nháy mắt, Trịnh Bân Bân đã phun ra một âm phù khó hiểu, vẽ lên phù văn trước mặt, chớp mắt đã hoàn thành. Giây sau, bức phù văn vẽ bằng máu của Trịnh Bân Bân phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, giữa tâm ánh sáng Dương Bách Xuyên nhìn thấy một vòng xoáy quay cuồng, hơn nữa dường như hắn còn cảm nhận được sức mạnh không gian đang dao động. Lúc này, phù thể Bạch Hồ đã công kích đến trước người Trịnh Bân Bân. Cũng vào lúc này, Dương Bách Xuyên nhìn thấy, vòng xoáy hình thành giữa bức phù văn của Trịnh Bân Bân có một bàn tay gầy gò, đánh thẳng về phía phù thể Bạch Hồ. Ầm ầm. Sau một tiếng đinh tai nhức óc, phù thể Bạch Hồ lui lại bệ pha lê, vẻ mặt của bọn họ vô cùng ngạc nhiên, sau đó Bạch Hồ Vương tức giận nói với yêu hồ trong đại sảnh, bắt lấy ba người họ. Thế nhưng giây sau, một giọng nói già nua vang vọng trong đại sảnh, Bạch Hồ đạo hữu, cần gì phải tức giận như vậy, lão phu khuyên ngươi đừng để con cháu ngươi động thủ, nếu không thì lão thu sẽ không niệm tình xưa. Dứt lời, một lão già tóc bạc trắng xuất hiện, đưa lưng về phía ba người họ, nhìn chằm chằm về phía phu thê Bạch Hồ. Theo lệnh của Bạch Hồ Vương, mấy chục con yêu hồ chưa hóa hình trong đại sảnh, chuẩn bị bổ về phía ba người Dương Bách Xuyên. Nhưng sau khi Bạch Hồ Vương nhìn thấy lão già bước ra từ trong vòng xoáy, lão híp mắt lớn tiếng nói, tất cả dừng tay, lui xuống, lui xuống. Toàn bộ yêu hồ nghe thấy Bạch Hồ Vương nói vậy thì tất cả đều dừng lại. Lúc này, vẻ mặt Bạch Hồ Vương do dự nói, Trịnh Diêm Vương, 500 năm rồi, không ngờ ngươi vẫn chưa chết. Ha ha, thời gian ước hẹn của tổ tiên và hồ tộc ngươi đã tới, không lấy lại được đồ vật của tổ tiên thì lão phu chưa dám chết. Thế nào? Bạch Hồ Vương, hai phu thê ngươi không định thừa nhận hay sao? Lão già vẫn quay lưng lại với ba người Dương Bách Xuyên, sau đó nói chuyện với phu thê Bạch Hồ. Nghe ông lão nói chuyện, vẻ mặt của vợ chồng Bạch Hồ Vương trở nên khó lường. Khóe mắt Dương Bách Xuyên nhìn thấy trên mặt Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường không hề che giấu chút ý cười nào, trong lòng hắn biết ông lão bị Trịnh Bân Bân dùng bí pháp triệu hoán ra chắc hẳn phải có quan hệ mật thiết với Trịnh Bân Bân. Vừa rồi Bạch Hồ Vương nhìn chằm chằm vào ông lão nói ra cái tên Trịnh Diêm Vương này, Dương Bách Xuyên nghe thấy rõ, hắn nghĩ, thì ra ông lão này chính là lòng tin của Trịnh Bân Bân, thảo nào nàng ta có thể bình tĩnh tự nhiên mà đối mặt với Bạch Hồ Vương như vậy. Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy trong lòng sóng to gió lớn, bởi vì hắn có thể cảm nhận được ông lão này vậy mà lại là nguyên thần xuất khiếu, thế nhưng lại không giống với nguyên thần xuất khiếu lắm, còn về việc không giống chỗ nào thì hắn lại không nói ra được. Chỉ dựa vào hơi thở có thể đoán được ông lão tuyệt đối là cường giả siêu cấp đã vượt qua cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn, có thể thông qua bí pháp mà triệu hồi nguyên thần xuất khiếu, hơi thở toàn thân vượt qua cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn, mà hơi thở lại không giống nguyên thần, hoàn toàn khác biệt với hơi thở mà nguyên thần phát ra. Đây là điều Dương Bách Xuyên không thể nào nhìn thấu. Tóm lại ông lão này thật sự mạnh một cách kỳ lạ, không phải cơ thể thật sự nhưng hơi thở trên người còn mạnh hơn vợ chồng Bạch Hồ Vương. Rốt cuộc tình trạng của ông lão là sao, hay nói cách khác là tu vi thế nào? Ngay khi trong lòng Dương Bách Xuyên đang phỏng đoán về ông lão, Bạch Hồ Vương ở đối diện cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, không ngờ rằng từ biệt trăm năm, Trịnh Diêm Vương ngươi lại đi trước một bước đặt chân vào thành tựu phân thân phân thần cảnh. Thật sự chúc mừng, trong lời nói của hắn ta mang theo nghi hoặc và không chắc chắn,
giống như đang thử dò xét mà hỏi. Ha ha ha, ông lão cười phá lên, lập tức nói, may mắn mà thôi, Hồ Vương chê cười rồi, chỉ là một phân thân hệ hỏa mà thôi, nếu không phải bản thể lão phu có việc trì hoãn thì tất nhiên sẽ đích thân tới thăm. Có điều, lão phu kêu cháu gái Trịnh Bân Bân tới đây cũng là tôn trọng vợ chồng Hồ Vương, hy vọng Hồ Vương thực hiện lời hứa năm đó, hoàn thành ước hẹn với tổ tiên tộc cáo của ngươi. Ông lão, hay nói cách khác là Trịnh Diêm Vương, gia gia của Trịnh Bân Bân nói chuyện ẩn chứa hàm ý. Dương Bách Xuyên nghe thấy cảnh cáo trong lời của Trịnh Diêm Vương. Ông ta nói với vợ chồng Bạch Hồ Vương chỉ là một phân thân hệ hỏa mà thôi, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại không hề che giấu chút tự đắc nào, đồng thời còn bảo bản thể có việc không tới. Chuyện này là gián tiếp thừa nhận đúng là thứ bước chân vào phân thần cảnh hiện tại chính là một phân thân hệ hỏa của ông ta. Quả nhiên vợ chồng Bạch Hồ Vương sau khi được Trịnh Diêm Vương xác nhận thì cả người chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ căng thẳng. Trên thực tế chẳng những là vợ chồng Bạch Hồ Vương, ngay cả Dương Bách Xuyên cũng trong lòng hồi lâu không bình tĩnh lại được. Vốn dĩ hắn tưởng rằng ở Sơn Hải giới thì tu sĩ xuất khiếu cảnh đã là cao nhất rồi, không ngờ rằng chỉ chớp mắt đã nhìn thấy phân thần cảnh. Hơn nữa còn là người tu luyện thành phân thân hệ hỏa, một cái phân thân sống sờ sờ xuất hiện trước mắt, thảo nào lúc trước hắn cứ cảm thấy hơi thở của ông lão là lạ, cũng không hiểu sao một người sống sờ sờ có thể xuất hiện thông qua một bí pháp như vậy. Nếu thật sự là đại cao thủ thì có thể trực tiếp xé rách không gian xuất hiện, căn bản không cần phải thông qua thông đạo bí pháp mà tới. Hơn nữa một người tu vi xuất khiếu trung kỳ như Trịnh Bân Bân còn chưa thể thi triển ra pháp thuật có thể đả thông thông đạo chân chính. Bây giờ hắn đã biết, nếu là một phân thân thì cũng hợp lý. Phân thân không phải thân thể, không có máu thịt, có thể nói là một loại vật dẫn năng lượng tinh khiết mạnh mẽ nào đó, có thể thân hóa năng lượng đến đây thông qua thông đạo cũng không kỳ lạ. Tất nhiên Dương Bách Xuyên biết rõ về cảnh giới phân thân, nhưng chung quy không tu luyện tới, và vậy lúc trước khi hắn cảm nhận được hơi thở trên người ông lão mới nghi hoặc, bây giờ nghe Trịnh Diêm Vương với Bạch Hồ Vương nói chuyện cuối cùng cũng biết là một phân thân hệ hỏa phân thần cảnh. Vốn dĩ hắn cho rằng mình tu luyện tới xuất khiếu cảnh thì có thể đứng vững ở Sơn Hải giới, nào ngờ vừa từ trái đất trở về, đến địa bàn của kẻ thù Kình Thiên Môn, đại sát tứ phương một phen, quả thật là đùa bỡn uy phong một trận, đáng tiếc cuối cùng nhảy ra một lão tổ Kình Thiên Môn xuất khiếu cảnh đại viên mãn. Tu vi xuất khiếu cảnh sơ kỳ của hắn có đại công pháp mạnh mẽ và căn cơ kim đan thập toàn, có thể trở tay chém giết cảnh giới giống đồng kỳ, có thể chèn ép trung kỳ, có thể đánh ngược hậu kỳ, nhưng thật sự không thể đối đầu xuất khiếu cảnh đại viên mãn. Bây giờ thoáng cái đã xuất hiện hai xuất khiếu cảnh đại viên mãn, hơn nữa còn là yêu tộc, lại có một phân thân cường giả phân thần cảnh xuất hiện. Điều này khiến Dương Bách Xuyên vô cùng phiền muộn, hắn nói thầm trong lòng, ca đây đúng là yếu mà. Tu vi bản thân nâng cao, người và yêu tiếp xúc cũng càng ngày càng mạnh, thế này còn lăn lộn làm sao nữa. Ngay khi Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ lung tung, cuối cùng giọng điệu của Bạch Hồ Vương cũng thay đổi, trở nên ôn hòa, tất nhiên bổn vương không dám quên ước hẹn, nhưng chung quy động Hồ Tiên cũng là cấm địa tộc cáo bọn ta, cho dù là phu thê bổn vương cũng không vào được. Chỉ bằng Trịnh đạo hữu tạm hoãn việc này lại, chờ phu thê bổn vương đạt tới cảnh giới 6 vòng thì chúng ta cùng tiến vào động Hồ Tiên. Cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau đúng không? Rõ ràng trong lời nói của Hồ Yêu Vương tràn đầy ý từ chối, không hy vọng có người tới động Hồ Tiên. Lúc này đột nhiên Trịnh Diêm Vương cất tiếng cười to, ha ha ha. Ngay sau đó tiếng cười của Trịnh Diêm Vương im bặt, đột nhiên ông ta trở mặt nói, một đám nghiệt xúc cho mặt mũi mà không cần, tổ tiên năm đó thương tiếc các ngươi nên mới có ước hẹn hôm nay, bây giờ lại dám lật lọng, đúng là muốn chết. Sau khi Trịnh Diêm Vương dứt lời thì hai tay bắt đầu múa may trong không khí, sau đó từng tiếng ầm 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 nặng nề vang lên, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ. A a a a. Trịnh Diêm Vương ngươi láo xược, Bạch Hồ Vương giận tím mặt. Mà Dương Bách Xuyên thì trợn tròn mắt, hắn phát hiện Trịnh Diêm Vương lật tay vỗ nhẹ một cái trong không khí, trực tiếp đánh bại chín yêu hồ xuất khiếu sơ kỳ kề vai nhau, cả đám biến thành từng bãi thịt nát. Xung quanh ầm ầm một phát, chín đống thịt nát tự nhiên bốc cháy, nháy mắt đã hóa thành cho tàn. Hít. Dương Bách Xuyên hít vào một hơi, thật sự bị thủ đoạn Trịnh Diêm Vương làm cho chấn động. Cả chín yêu hồ cảnh giới tương đương xuất khiếu sơ kỳ đã bị Trịnh Diêm Vương tở tay hời hợt đập thành thịt nát, hóa thành cho bụi. Thủ đoạn này đúng là nhẹ nhàng như đập chết chín con ruồi vậy.
Đờ mờ đây chính là thủ đoạn của phân thần cảnh sao? Trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng chấn động nói thầm. Hơn nữa đây chỉ là một phân thân hệ hỏa của Trịnh Diêm Vương mà thôi, còn chưa thể bản thể chân chính, hắn biết cảnh giới phân thân thì bản thể là mạnh nhất. Một phân thân hệ hỏa của Trịnh Diêm Vương đã có thể trở tay giết chết 9 yêu hồ có thể so với xuất khiếu cảnh sơ kỳ trong nháy mắt, thủ đoạn này đúng là đáng sợ. Mà Bạch Hồ Vương mặc dù vô cùng phẫn nộ nhưng giờ phút này cũng không dám ra tay. Hai vợ chồng mắt đỏ bừng nhìn chòng chọc vào Trịnh Diêm Vương trong đại sảnh, một chiêu vừa rồi của Trịnh Diêm Vương đã tiêu diệt 9 cao thủ tộc cáo cát của hắn ta, trong lòng hắn ta cũng bắt đầu kiêng kỵ thực lực thủ đoạn của Trịnh Diêm Vương. Vợ chồng Bạch Hồ Vương bị Trịnh Diêm Vương chửi là xúc sinh, trở tay chém giết tộc nhân vô cùng phẫn nộ, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không dám ra tay. Dương Bách Xuyên hâm mộ trong lòng, hắn biết đây chính là thực lực, quy luật kẻ mạnh là vua, trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là hổ giấy. Mặc kệ người có phải là Bạch Hồ Vương hay không thì trong mắt Trịnh Diêm Vương cũng không bằng cái rắm, giết tộc nhân thuộc hạ của ngươi thì sao? Bạch Hồ Vương ngươi cắn ta à? Đây chính là thái độ hiện tại của Trịnh Diêm Vương. Có điều Trịnh Diêm Vương xem như tiên lễ hậu binh, Dương Bách Xuyên đứng ở hiện trường nghe mà hồ đồ, không biết tình hình cụ thể và chi tiết nhưng cũng có thể đoán được đại khái. Chắc là trước đây thật lâu tổ tiên của Trịnh Bân Bân và tộc cáo Bạch Hồ đã làm giao dịch gì đó, có giao ước gì đó, hiện tại tổ tiên của Trịnh Bân Bân có đặt thứ gì đó trong động hồ tiên cấm địa của tộc cáo. Hôm nay Trịnh Bân Bân tới theo giao ước, muốn lấy lại thứ tổ tiên để ở động hồ tiên. Nhưng hiển nhiên Bạch Hồ Vương thèm muốn món đồ đó hoặc vì lý do gì khác nên không muốn giao cho người Trịnh gia. Không ngờ rằng Trịnh Bân Bân có thể triệu hoán một phân thân của Trịnh Diêm Vương với. 500 năm trước có thể Trịnh Diêm Vương và Bạch Hồ Vương đã gặp nhau vì thứ trong động hồ tiên. 500 năm sau đến kỳ hạn, Bạch Hồ Vương muốn nuốt lời, nhưng không ngờ rằng Trịnh Diêm Vương có thể tới. Tu Vi đạt tới cảnh giới phân thần. Bạch Hồ Vương thấy cứng rắn không được chỉ có thể dở trò vô lại, không ngờ rằng Trịnh Diêm Vương nói ra tay là ra tay, thoáng cái đã chém chết 9 đại hồ yêu, Bạch Hồ Vương liền đàng hoàng lại. Nhân tộc Trung Quy cũng biết lễ nghĩa, Trịnh Diêm Vương vốn muốn thương lượng, không ngờ rằng Bạch Hồ Vương muốn chơi xấu nên ông ta bèn ra tay luôn, Dương Bách Xuyên cảm thấy Bạch Hồ Vương mà dám nói một chữ không thì phân thân của Trịnh Diêm Vương có thể giết sạch tất cả yêu hồ trong đại điện. Vợ chồng Bạch Hồ Vương giận dữ, ngay sau đó trong tay mỗi người lấy ra hạt châu một đen một trắng, bên trên phù văn rậm rạp, căm tức nhìn Trịnh Diêm Vương. Mà Trịnh Diêm Vương ha ha cười lạnh nói, sao? Cho rằng lấy ra chí bảo tộc cáo cát của các ngươi là có thể đối phó với lão phu hay sao? Tuy rằng Dương Bách Xuyên không biết hạt châu đen trắng trong tay mỗi người vợ chồng Bạch Hồ Vương là gì, nhưng trong khoảnh khắc vợ chồng Bạch Hồ Vương lấy ra hắn cảm nhận được một hơi thở rất kỳ lạ lan tỏa khắp đại sảnh. Hơn nữa Thiện Linh cũng nhắc nhở trong đầu, chủ nhân cẩn thận một chút, hai hạt châu kia rất kỳ lạ, ta có thể cảm nhận được hơi thở của ảo cảnh huyễn thuật tỏa ra từ hai hạt châu này, sức mạnh cường đại hơn bia đá rất nhiều. Dương Bách Xuyên nghe Thiện Linh nói vậy thì trong lòng hoảng sợ. Hắn bất giác căng thẳng đầu có. Có điều sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy Trịnh Diêm Vương đứng phía trước thì vẫn thả lỏng hơn không ít, dù sao trời có sập xuống thì vẫn có người cao chống đỡ. Ánh mắt của Bạch Hồ Vương khó lường nhìn chằm chằm vào Trịnh Diêm Vương, mở miệng nói, họ Trịnh ngươi chỉ là một phân thân mà thôi, có thể chống lại được chí bảo của tộc cáo ta hay sao? Bạch Hồ Vương đang thăm dò thực lực không xác định. Mà Trịnh Diêm Vương cười ha ha nói. Phụ thể các người có thể thử xem, chí bảo của tộc cáo chỉ là một đôi hạt châu ảo cảnh, trước khi lão phu bước vào phân thần có lẽ còn có thể bị ảnh hưởng một chút, nhưng bây giờ đôi hạt châu nát trong tay các người có gì đáng sợ. Lùi một vạn bước, cho dù các người dùng châu ảo cảnh tiêu diệt phân thân này của lão phu có thể làm gì. Đợi bản thể của lão tôn đánh tới tất nhiên sẽ giết sạch toàn bộ tộc cáo các ngươi. Nói một câu mạnh miệng, tu vi phân thần cảnh hiện tại đã đứng trên đỉnh tu sĩ Sơn Hải Giới. Lão phu đường đường phân thần cảnh chẳng lẽ còn sợ yêu hồ nho nhỏ như ngươi? Lời nói của Trịnh Diêm Vương vô cùng khí phách, cực kỳ có tính uy hiếp với vợ chồng Bạch Hồ Vương. Nhưng lời ông ta nói cũng là thật, quả thật thứ đến đây hôm nay chỉ là một phân thân của Trịnh Diêm Vương ông ta mà thôi. Một khi hôm nay Bạch Hồ Vương tiêu diệt phân thân của Trịnh Diêm Vương, đợi bản thể của Trịnh Diêm Vương đánh tới, tộc cáo cát bị diệt sạch thật sự không phải chuyện khó. Dương Bách Xuyên ra trong lời nói của Trịnh Diêm Vương loáng thoáng ý không muốn trở mặt với vợ chồng Bạch Hồ Vương lắm,
Trịnh Diêm Vương luôn miệng nói hạt châu ảo cảnh trong tay vợ chồng Bạch Hồ Vương là hạt châu nát, kỳ thật trong lời nói vẫn có kiêng kỵ. Nếu không Trịnh Diêm Vương vô cùng khí phách hiện tại đã chẳng dài dòng với Bạch Hồ Vương mà trực tiếp ra tay tiêu diệt rồi. Nghĩ vậy thì hẳn hai châu đen trắng trong tay vợ chồng Bạch Hồ Vương tuyệt đối không phải vật tầm thường, khiến Trịnh Diêm Vương đường đường là phân thần cảnh sinh lòng kiêng kỵ. Nhìn gương mặt tối sầm của vợ chồng Bạch Hồ Vương, hiển nhiên vợ chồng hai người rất tức giận với việc Trịnh Diêm Vương giết 9 người tộc cáo, nhưng cũng không muốn thật sự đánh một trận to với Trịnh Diêm Vương. Thoạt nhìn cục diện hai bên đều có điều kiêng kỵ riêng. Nhưng dù sao cũng phải nói bên phía Trịnh Diêm Vương đã chiếm thế thượng phong. Một lát sau, Dương Bách Xuyên thấy Bạch Hồ Vương sắc mặt lúc xanh lúc trắng nhìn sang phu nhân bên cạnh, mà Bạch Hồ Vương hậu không nói gì nãy giờ cười vô cùng xinh đẹp mở miệng nói, Trịnh đạo hữu cần gì phải tức giận, tộc cáo cắt bọn ta là gia tộc truyền thừa vạn đời, cũng là một mạch của Vương Triều Sơn Hải Huy Hoàng thời viễn cổ, không phải tộc cáo bình thường. Bọn ta sẽ tuân thủ ước hẹn của tổ tiên hai bên, nhưng có vài việc bọn ta vẫn phải nói rõ ràng. 500 năm trước Trịnh đạo hữu mang theo tín vật của tổ tiên ghé thăm, chẳng phải chúng ta đã bàn xong 500 năm sau Trịnh gia ngươi lấy đồ đi, mà tộc cáo cắt bọn ta tất nhiên cũng không thể chịu thiệt. Chỉ cần Trịnh đạo hữu giao bản đồ của Vương Triều Sơn Hải ra, hôm nay động hồ tiên sẽ tự mở cho các ngươi đi vào. Nhưng nếu không có bản đồ của Vương Triều Sơn Hải, hôm nay phu thê bọn ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi tiến vào động hồ tiên, đồ vật bên trong các ngươi cũng đừng hòng lấy đi. Hạt châu ảo cảnh trong tay phu thê bọn ta mặc dù không có tác dụng công kích thực chất, nhưng vẫn có thể chế tạo một ảo cảnh cho Trịnh đạo hữu. Rất lâu trước đây, ảo cảnh do hạt châu ảo cảnh tạo ra tương truyền có thể vây nhốt cường giả đại thừa. Vì vậy kính mong Trịnh đạo hữu nghĩ lại, hai bên chúng ta đều có thứ mình cần, đó cũng là giao hẹn của tổ tiên hai bên. Bạch Hồ Vương hậu mới mở miệng không mềm không cứng, nhưng tỏ thái độ muốn vào động hồ tiên cũng được. Nhưng Trịnh Diêm Vương ngươi phải giao bản đồ Vương Triều Sơn Hải mà tộc cáo cắt bọn ta cần ra đây, nếu không chúng ta cá chết lưới rách. Một phen cẩn thận chặt chẽ, nhưng cũng khiến Trịnh Diêm Vương ngây ngẩn cả người. Dương Bách Xuyên không rõ lắm, tiếp tục ẩn nấp xem kịch, nghe có vẻ 500 năm trước Trịnh Diêm Vương tu vi mạnh mẽ từng tới tộc cáo cắt một lần, muốn lấy đi thứ tổ tiên Trịnh gia để lại trong cấm địa tộc cáo động hồ tiên. Nhưng nghe ý của Bạch Hồ Vương hậu thì muốn đồ vật trong động hồ tiên thì phải dùng bản đồ Vương Triều Sơn Hải gì đó để đổi lại. 500 năm trước không đưa cho Trịnh Diêm Vương, mà Trịnh Diêm Vương cũng đồng ý 500 năm sau mang theo bản đồ Vương Triều Sơn Hải lại đến, nhưng 500 năm qua Trịnh Diêm Vương đã tới phân thần cảnh, sau khi có thực lực hiển nhiên không muốn đưa bản đồ Sơn Hải giới, muốn chơi xấu. Kết quả Bạch Hồ Vương hậu thái độ cứng rắn nói một phen. Tỏ vẻ rất rõ không có bản đồ Vương Triều Sơn Hải thì đừng hòng tiến vào động hồ tiên, lấy đi đồ vật tổ tiên Trịnh gia để lại, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Từ trong giọng nói của Bạch Hồ Vương hậu Dương Bách Xuyên nghe ra được ba tin tức trọng điểm. Thứ nhất, tộc cáo cắt là một mạch của Vương Triều Sơn Hải viễn cổ, truyền thừa lâu đời, cảm thấy không dễ bắt nạt. Thứ hai, hạt châu ảo cảnh trong tay hai vợ chồng mà chính thức trở mặt ra tay. Trong truyền thuyết có thể vây nhốt cường giả đại thừa, ý là phân thần cảnh Trịnh Diêm Vương ngươi đừng hòng dọa vợ chồng bọn ta. Thứ ba, trong miệng Bạch Hồ Vương hậu vậy mà nhắc tới tổ tiên Trịnh gia là vua phiêu lưu, đó là một tin tức rất lớn, nói vậy thì Trịnh Bân Bân là đời sau của vua phiêu lưu ư. Nghe có vẻ tổ tiên Trịnh gia vua phiêu lưu có để lại thứ gì đó trong cấm địa động hồ tiên của tổ cáo cát, hiện tại con cháu Trịnh gia muốn thu hồi. Có thể ở giữa có giao hẹn là Trịnh gia phải lấy ra bản đồ Vương Thành Sơn Hải để trao đổi gì đó. Tình huống hiện tại là Trịnh Diêm Vương không muốn giao bản đồ Vương Thành Sơn Hải ra mà muốn tiến vào động hồ tiên lấy đồ của tổ tiên vua phiêu lưu, nhưng vợ chồng Bạch Hồ Vương thì nhất quyết muốn bản đồ Vương Triều Sơn Hải. Bạch Hồ Vương hậu cười khanh khách một phen nói xong thì nhìn chằm chằm vào Trịnh Diêm Vương, nặng nề rơi vào yên lặng. Một lúc sau Trịnh Diêm Vương trầm giọng mở miệng nói. Nhìn chung lịch sử Sơn Hải, có không biết bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu người muốn tìm được vị trí của Vương Triều Sơn Hải, tổ tiên Trịnh gia ta vua phiêu lưu lại càng vì tìm kiếm Vương Triều Sơn Hải trong truyền thuyết mà vĩnh viễn biến mất không còn bóng dáng, bây giờ phu thê hai người nói một câu nhẹ bẫng muốn lấy đi con đường duy nhất tới Vương Triều Sơn Hải mà tổ tiên nhà ta để lại sao? Vụ mua bán này Vương Hậu ngươi cảm thấy có thỏa đáng không? Ha ha ha, Bạch Hồ Vương Hậu cười duyên. Lập tức nhìn chằm chằm vào Trịnh Diêm Vương nói, Trịnh đạo hữu,
chúng ta tới xem xét lại ước hẹn mấy vạn năm của tổ tiên hai bên rồi bàn tiếp. Sau khi nói xong, Bạch Hồ Vương Hậu trầm ngâm một lát rồi tiếp tục nói, dựa theo ghi chép của tộc ta thì năm đó tổ tiên của ngươi vua phiêu lưu thật sự ăn chén cơm phiêu lưu này. Lão tổ cáo cát của ta tìm vua phiêu lưu chính là muốn tìm ra vương triều Sơn Hải mất tích bí ẩn sâu trong sa mạc châu Tây Sơn. Tổ tiên tộc cáo ta làm như thế chỉ là vì trở về dòng chính, tộc cáo trên đời vô số, nhưng đều có chung một tổ tiên chính là cáo chín đuôi, mà nơi duy nhất cáo chín đuôi trên đời tồn tại chính là ở vương triều Sơn Hải. Tộc cáo trên đời đều muốn trở thành cáo chín đuôi, mà bí mật trở thành cáo chín đuôi có lẽ nằm trong vương triều Sơn Hải. Vương triều Sơn Hải vô cùng thần bí, là nơi ai cũng muốn tìm đế, kể cả tổ tiên vua phiêu lưu nhà ngươi. Mấy vạn năm trước tổ tiên hai bên của chúng ta giao hẹn tìm kiếm vương triều Sơn Hải, tổ tiên cáo cát ta cung cấp manh mối cho vua phiêu lưu, vì vậy vua phiêu lưu lấy đi một món chí bảo của tộc cáo cát bọn ta lần lượt làm manh mối đi tìm vương triều Sơn Hải. Chí bảo của tộc ta đương nhiên sẽ không dễ dàng cho vua phiêu lưu mang đi, vì vậy vua phiêu lưu để lại một món đồ làm vật thế chấp trong tộc của ta. Hai bên giao hẹn, nếu vua phiêu lưu tìm được bất kỳ tin tức manh mối nào liên quan tới vương triều Sơn Hải thì dùng để trao đổi, lấy lại đồ vật đặt trong tộc của ta. Tất nhiên vua phiêu lưu cũng phải cung cấp cho tộc ta tin tức manh mối có liên quan tới Sơn Hải giới, ví dụ như bản đồ. Nhưng trong truyền thuyết vua phiêu lưu tiến vào sâu trong sa mạc hai lần, lần đầu tiên đã tìm được vị trí của vương triều Sơn Hải, hơn nữa còn vẽ lại bản đồ, sau đó liền vội vàng rời khỏi phiêu lưu lần nữa. Kết quả lần thứ hai không trở về nữa. 500 năm trước Trịnh Đạo Hữu tới chơi cũng là vì chuyện này. Rõ ràng đã nói 500 năm sau dùng bản đồ năm đó vua phiêu lưu lưu lại trao đổi, lấy lại thứ vua phiêu lưu đặt ở tộc của ta, nhưng hình như hôm nay Trịnh Đạo Hữu ngươi nhất quyết không tuân thủ lời hứa thì phải. Bạch Hồ Vương Hậu nói xong thì không nói thêm gì nữa, chỉ cảnh giác nhìn Trịnh Diêm Vương. Đến lúc này Dương Bách Xuyên mới hiểu ngọn nguồn trong chuyện này. Trong lòng hắn nghĩ quả thật Trịnh Diêm Vương không muốn giao bản đồ ra mà muốn dựa vào thực lực cưỡng ép thu hồi đồ vật tổ tiên vua phiêu lưu để lại trong động hồ tiên làm vật thế chấp, thế nhưng vợ chồng Bạch Hồ Vương không chịu. Hiện trường lại chìm trong yên lặng, vài phút sau hình như Trịnh Diêm Vương đã cân nhắc lợi và hại xong, cuối cùng ông ta cũng mở miệng nói, thôi vậy, chỉ là một tấm bản đồ biết vị trí đại khái mà thôi, lão phu cho các ngươi. Ông ta vừa nói xong. Trong ánh mắt vợ chồng Bạch Hồ Vương đều lộ ra vẻ vui mừng. Mọi người lập tức thấy Trịnh Diêm Vương xoay người nói với Trịnh Bân Bân, Bân Nhi, lấy thứ đó ra đi, so ra thì lấy lại đồ của tổ tiên quan trọng hơn. Nhất định sau này vương thành phiêu lưu của chúng ta có thể trở về thời đại huy hoàng của tổ tiên. Sau khi Trịnh Diêm Vương nói xong, Trịnh Bân Bân do dự một chút, cuối cùng cắn răng vươn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp gấm dài chừng một thước rộng khoảng một lóng tay. Giao cho Trịnh Diêm Vương. Có lẽ trong hộp gấm đang đựng cái gọi là manh mối bản đồ về vương triều Sơn Hải, nhưng nghe ý của Trịnh Diêm Vương thì bản đồ cũng chỉ ghi lại vị trí đại khái của vương triều Sơn Hải đã biến mất, chưa phải là bản đồ chính xác. Nhưng chỉ với một manh mối như vậy vẫn khiến vợ chồng Bạch Hồ Vương gấp gáp không thôi, lại càng khiến cho Trịnh Diêm Vương không muốn tiết lộ ra ngoài. Điều đó đủ để cho thấy vương triều viễn cổ thần bí biến mất ở sâu trong châu Tây Sơn trong truyền thuyết có sức hấp dẫn tới cỡ nào. Cho các ngươi, Trịnh Diêm Vương trực tiếp ném hộp gấm cho Bạch Hồ Vương. Trên thực tế ông ta đã định giao ra bản đồ từ lâu rồi, chỉ là ông ta vẫn ôm suy nghĩ nếu không cần giao thì khỏi giao ra mà thôi. Hiện tại nhìn thấy thái độ của vợ chồng Bạch Hồ Vương kiên quyết như vậy, hiển nhiên ông ta phải lấy ra rồi, so sánh thì đồ vật ở trong động hồ tiên mới là quan trọng. Mà bản đồ tự nhiên đã ở trong đầu ông ta rồi. Bạch Hồ Vương đầy mặt vui mừng nhận lấy hộp gấm, gấp không chờ nổi mà mở ra xem, một lát sau hắn ta lộ ra một nụ cười, đương nhiên hắn ta có thể phân biệt được bản đồ này là đồ thật hay đồ giả, hơn nữa trong tình huống như vậy Trịnh Diêm Vương không cần thiết phải gian lận làm gì. Vì vậy hắn ta lập tức nói, cảm ơn Trịnh Đạo Hữu. Bớt nói nhảm, mau mở động hồ tiên ra đi. Lão phu cho ngươi bản đồ rồi nên là đừng có ra vẻ nữa, không thì, dù lão phu có hy sinh cái phân thân này thì cũng sẽ không tha cho vợ chồng nhà các ngươi. Trịnh Diêm Vương uy hiếp nói. Trịnh Đạo Hữu lo lắng quá rồi, bổn vương thân là vua của một tộc, đương nhiên vẫn phải có chút uy tín này, chúng ta sẽ lập tức mở động hồ tiên ra. Sau khi hắn ta dứt lời thì quay sang gật đầu với vương hậu, ngay sau đó hai vợ chồng chìa hạt châu trong tay ra.
sau đó nhắm thẳng vào đài thủy tinh ở dưới chân, bờ môi mấp máy. Theo những bí ngữ khó hiểu và tối nghĩa tuôn ra từ trong miệng hai người, đài thủy tinh ở dưới chân hai vợ chồng phát ra ánh sáng. Một lát sau Dương Bách Xuyên nhìn thấy một vòng xoáy xuất hiện trên đài thủy tinh, rồi sau đó lại xuất hiện một cửa động chứa đầy sương mù dày đặc. Mời Trịnh đạo hữu vào, tộc ta có quy định hạn chế nói về những gì có trong động hồ tiên, rốt cuộc bên trong có đồ vật mà tổ tiên vua phiêu lưu để lại hay không, chúng ta hoàn toàn không biết. Sau khi tiến vào mà không thu hoạch được gì, Trịnh đạo hữu đừng trách vợ chồng bổn vương, bởi vì hồ tộc chúng ta chưa từng vào đây, chỉ là tuân theo tổ huấn nên mặc dù có thể mở cửa động hồ tiên ra nhưng lại không được tiến vào động hồ tiên một bước. Lời này của Bạch Hồ Vương có chút trốn tránh trách nhiệm nhưng ít ra đây cũng là lời nói thật, bọn họ quả thật chưa từng tiến vào động hồ tiên bao giờ. Trịnh Diêm Vương hừ lạnh một tiếng nói, chuyện này lão phu thừa biết. Sau khi dứt lời, ông ta mới xoay người bảo, Bân Nhi, mấy đứa vào đi. Lúc đang nói Trịnh Diêm Vương có liếc mắt nhìn Dương Bách Xuyên một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả. Trịnh Bân Bân gật đầu đáp lại rồi lập tức đi về phía cửa động. Dương Bách Xuyên thấy hình như Trịnh Diêm Vương không có ý định đi vào, sau khi suy nghĩ lại thì thấy cũng phải, bên ngoài có vợ chồng Bạch Hồ Vương, đương nhiên Trịnh Diêm Vương muốn ở lại để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn rồi. Mà bản thân Dương Bách Xuyên cũng không định đi vào, hắn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, bởi vì đến giờ phút này hắn rốt cuộc cũng hiểu được mình đã bị Trịnh Bân Bân coi như vũ khí, có lẽ vốn không hề có thứ gọi là hoa vô diệp, hắn, hoàn toàn chính là tay đấm bị Trịnh Bân Bân trùng hợp bắt được giữa đường. Đương nhiên hắn cũng không trông mong mình sẽ tìm được hoa vô diệp, đi theo Trịnh Bân Bân cũng chỉ vì muốn thoát ra khỏi sa mạc mà thôi, xem như đôi bên cùng có lợi. Lúc này, rõ ràng là Trịnh Bân Bân muốn vào động hồ tiên để lấy thứ mà tổ tiên để lại, người ngoài như hắn đi vào cũng không tiện. Thêm nữa, cảm giác bị Trịnh Bân Bân coi như vũ khí khiến hắn cảm thấy không thoải mái, may mà nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đứng bên ngoài chờ là được. Hơn nữa ban nãy Trịnh Diêm Vương còn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trong đó tràn ngập ý cảnh cáo, tốt nhất không nên đi hóng chuyện làm gì. Tuy nhiên, ngay khi Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường sắp chạy tới cửa động rồi, bọn họ lại quay đầu nhìn Dương Bách Xuyên rồi nói, nhóc Xuyên mau tới đây. Nói xong thấy Dương Bách Xuyên mặt không biểu cảm, im lặng chẳng nói chẳng rằng, Trịnh Bân Bân sửng sốt, sau đó lập tức bảo, ui chà. Ngươi tới đây trước đi, rồi ta sẽ giải thích cho ngươi sau. Vừa nói nàng ta vừa nhìn Trịnh Diêm Vương nói, ra ra, nhóc Xuyên là bạn của ta. Nhóc con, đi đi, đừng chậm trễ thời gian. Trịnh Diêm Vương nhìn Dương Bách Xuyên, giọng điệu còn khá tốt. Lần này đến phiên Dương Bách Xuyên có chút bối rối, ánh mắt nhìn Trịnh Bân Bân cũng thay đổi, chẳng lẽ nàng ta không lừa mình ư? Dương Bách Xuyên thầm nghĩ trong lòng như vậy, dưới cái nhìn chăm chú của Trịnh Diêm Vương, hắn cảm thấy áp lực gấp bội, trong lòng rất muốn thốt ra một chữ không nhưng chung quy vẫn không điều khiển được hai chân của mình, hắn đi về phía Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường. Ngay sau đó ba người lần lượt bước vào cái gọi là động hồ tiên. Cửa động không quá lớn, cao chưa tới 3 mét, xương trắng dày đặc nhưng vẫn có thể láng máng nhìn thấy bậc thang ở dưới chân. Trịnh Bân Bân đi tuốt ở đằng trước, Hoa Liễu Tường đi giữa, Dương Bách Xuyên đi ở cuối cùng. Bậc thang thủy tinh dốc xuống một góc 30 độ, bốn phía đều được làm bằng thủy tinh, lối đi có chiều cao và độ rộng khoảng 3 mét, bên trong khá là rộng. Lối đi có vẻ rất dài. Dù sao thì lối đi này được làm bằng thủy tinh nên không có điểm tối, bởi vậy toàn thân nó cứ sáng ngời, liếc mắt một cái không thể nhìn thấy được điểm cuối nên không biết nó dài bao nhiêu. Sau nửa tiếng đi bộ, ba người họ cuối cùng đã đi hết các bậc thang, Dương Bách Xuyên thầm đếm số bậc thang mình đã bước lên trong lòng, tính ra có khoảng mấy vạn bậc thang. Lúc sau ba người đi tới một lối đi bằng phẳng, ở đây vẫn không thể nhìn thấy điểm cuối nhưng cũng không có lối rẽ nào cả. Thế nên bọn họ không cần phải sợ mình sẽ đi nhầm, cứ đi thẳng là được. Lúc này Trịnh Bân Bân cũng bước chậm lại, đợi sau khi Dương Bách Xuyên đi ngang qua nàng ta mới nói, nhóc Xuyên, ngoại trừ chuyện Trịnh gia ta là vua phiêu lưu gia thì những gì ta đã nói với ngươi trước đây đều là sự thật, ta không hề lừa ngươi. Gia gia từng nói trong động hồ tiên quả thật có hoa vô diệp. Ừ, Dương Bách Xuyên chỉ đáp lại một câu, không hề nhiều lời. Theo hắn thì Trịnh Bân Bân cũng không cần phải giải thích với hắn, nhưng hiện giờ nàng ta lại giải thích với hắn một câu như vậy, mặc kệ là thật hay giả, thật ra đều khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Nhưng Trịnh Bân Bân thấy Dương Bách Xuyên không nói gì, không biết suy nghĩ của hắn như thế nào, nàng ta cảm thấy hơi trống rỗng. Tuy rằng nàng ta quen Dương Bách Xuyên chưa được bao lâu nhưng trên đường bọn họ đã cùng nhau trải qua sinh tử, hơn nữa Dương Bách Xuyên cũng đã cống hiến rất nhiều sức lực, nàng ta là kiểu người dám yêu dám hận nên trong vô thức đã coi Dương Bách Xuyên trở thành bạn bè của mình. Nàng ta vội vàng nói, trong động hồ tiên có thứ mà tổ tiên nhà ta để lại là một chuyện rất quan trọng, nên ta mới không nói cho ngươi sự thật, ta thừa nhận chúng ta tới nơi này không chỉ là vì nước mắt hồ tiên mà chủ yếu là vì muốn lấy lại đồ của tổ tiên. Về phần thực lực của vợ chồng Bạch Hồ Vương, quả thật là ta đã quên nói cho ngươi, hơn nữa ra ra cũng không nói rõ, nhóc xuyên ta. Ta biết rồi, ta cũng không trách ngươi, vẫn là bạn của các ngươi. Dương Bách Xuyên thấy Trịnh Bân Bân cuống cuồng hết cả lên, nghe nàng ta giải thích xong, cảm xúc hờn dỗi trong lòng cũng lập tức tiêu tan, hắn cười nói với Trịnh Bân Bân một câu như vậy. Bấy giờ Trịnh Bân Bân mới chịu nở nụ cười. Hoa Liễu Tường cười bảo, ta đã bảo rồi, Dương huynh đệ không phải là người hẹp hòi mà. Trịnh Bân Bân cười nói, lần này may mà có ngươi, không thì chúng ta đã không thể thuận lợi tiến vào hang ổ của yêu hồ như vậy rồi. Không có ta các ngươi vẫn có thể tiến vào, ta cũng đâu có làm gì. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, bầu không khí cũng dịu đi. Trịnh Bân Bân bắt đầu liến thoáng kể cho Dương Bách Xuyên nghe về chuyện tổ tiên nàng ta là vua phiêu lưu cùng với giao ước năm đó giữa vua phiêu lưu và tộc cáo, quả nhiên không khác nhiều so với những gì hắn đã suy đoán. Khi Dương Bách Xuyên hỏi Trịnh Bân Bân muốn lấy lại thứ gì, Trịnh Bân Bân lại có chút do dự. Dương Bách Xuyên vội vàng nói, ta chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, nếu không tiện nói thì cứ coi như là ta chưa hỏi gì. Không phải, dù sao thì lát nữa ngươi cũng có thể nhìn thấy. Giờ nói cho ngươi biết cũng không sao, ta tin tưởng ngươi. Trịnh Bân Bân nói, thật ra năm đó tổ tiên đã thế chấp một phân thân thuần dương ở tộc Hồ Yêu. Gia Gia từng nói phân thân thuần dương của tổ tiên chính là một phân thân thuần dương được luyện chế từ 10 linh vật thiên địa thuần dương trên thế gian, đương nhiên nó là một vật chết không có thần hồn. Ta cũng không biết chính xác nó là gì, dù sao Gia Gia của ta nói chỉ cần mang phân thân thuần dương mà tổ tiên đã để lại động hồ tiên về là được. Rồi ông ấy sẽ luyện hóa nó, nhờ đó ông ấy sẽ có thêm một phân thân, đến lúc đó có thể thống nhất vua phiêu lưu đang bị phân tán và chia cắt lại, tái tạo vương quốc phiêu lưu, tái hiện sự huy hoàng của khách phiêu lưu như thời đại của tổ tiên. Cho nên chuyện này rất quan trọng đối với gia tộc của ta, gia tộc bọn ta đã phải cố gắng rất nhiều thế hệ mới tra ra được tổ tiên để lại một phân thân thuần dương ở tộc Cáo Cát. Lại trải qua 500 năm nỗ lực, gia gia của ta mới tu thành phân thần cảnh. Có được năng lực có thể luyện hóa ra phân thân, bấy giờ mới có cảnh ngày hôm nay. Dương Bách Xuyên nghe xong thì lập tức bừng tỉnh. Dựa theo ghi chép truyền thừa mà sư phụ đã để lại cho hắn, sau khi lên được phân thần cảnh thì có thể tách rời thần hồn, sau đó tu luyện thuật hóa thân bên ngoài cơ thể, giống như phân thân hệ hỏa của Trịnh Diêm Vương hôm nay vậy, nhưng đây chỉ là phân thân chân khí thôi. Loại còn lại là lấy linh vật thiên địa luyện thành phân thân rồi nhập thần hồn vào. Khá giống con rối nhưng lại cao cấp hơn con rối nhiều. Nó có rất nhiều quyền năng và lợi ích, cụ thể là gì thì hắn vẫn chưa nghiên cứu sâu, không ngờ mục đích của Trịnh Bân Bân lại là một phân thân thuần dương, nói vậy thì đây đúng là một kiện chí bảo. Có phải là phân thân chí bảo thật không thì Dương Bách Xuyên chỉ cần nghe kể thôi là đủ rồi. Dù gì hắn cũng thừa biết đây không phải chuyện mình có thể nhúng tay, bởi đó là đồ của Trịnh gia. Ở ngoài còn có cả phân thân với tu vi phân thần cảnh của Trịnh Diêm Vương, hắn không nên có suy nghĩ vô bổ thì hơn. Hơn nữa, Trịnh Bân Bân đã xem hắn là bạn bè nên mới tiết lộ những bí mật này cho hắn biết. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ, xem như chuyến này đi để mở mang tầm mắt vậy. Suy cho cùng thời gian tu luyện của hắn vẫn còn ngắn, cho dù tu vi đã tới xuất khiếu cảnh nhưng nếu thi đấu về kiến thức tu luyện thì e rằng hắn còn không bằng một tu sĩ Nguyên Anh ở Sơn Hải giới nữa. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, đôi lúc thực tiễn chiếm vai trò vô cùng quan trọng. Lần này bị lão tổ Kình Thiên Môn bắt vào sa mạc, gặp gỡ bốn huynh muội Trịnh Bân Bân, xem như đó là cơ duyên của hắn vậy. Chung quy hắn vẫn được bổ sung thêm kiến thức. Không cần biết có lấy được gì quý báu trong chuyến đi này hay không, đó vẫn là kinh nghiệm quý giá đối với Dương Bách Xuyên. Mở mang tầm mắt chỉ là một phần, quan trọng là hắn đã có thêm một người bạn là Trịnh Bân Bân. Con đường tu hành vốn cô độc, tính ra bạn bè ở Sơn Hải giới của hắn chẳng được bao nhiêu người,
trong lòng hắn rất vui mừng khi có thể kết bạn với nàng ta. Sau khi suy nghĩ thấu đáo lợi hại, Dương Bách Xuyên trở nên cởi mở hơn rất nhiều, dọc đường đi cười nói với Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường xua tan đi bầu không khí ngột ngạt trước đó. Chấm chấm chấm. Con đường thủy tinh bằng phẳng dài đến mức không thấy cuối nên rất nhàm chán, cũng may ba người cười đùa vui vẻ với nhau vô hình chung đã rút ngắn phần nào thời gian. Đi được khoảng một tiếng thì đằng trước đột nhiên có nguồn sáng, ba người không khỏi bước nhanh tới đó. Chắc tới nơi rồi đấy. Chút nữa mọi người nhớ cẩn thận, động hồ tiên không phải nơi để chơi đâu, không ai biết trong đó có gì. Theo lời Gia Gia ta, 500 năm trước ông ấy tới đây bái phỏng tộc Cáo Cát nhưng thật ra chưa vào đó bao giờ. Những lời đồn đãi về tộc Cáo Cát cũng chỉ bắt nguồn từ việc tìm hiểu mấy câu trong ghi chép mà tổ tiên để lại mà ra. Nơi này là cấm địa của tộc Cáo Cát, ngay cả phu phụ Bạch Hồ Vương cũng chưa vào bao giờ. Mặc dù bảo là cấm địa nhưng thực chất là nghĩa trang của các đời vương và vương hậu tộc Cáo Cát, chỉ khi chết mới được vào đó. Tương truyền, sở dĩ có tên Động Hồ Tiên vì trong tộc Cáo Cát có một vương giả tu vi ngút trời, đã phi thăng thành tiên nên mới gọi là Động Hồ Tiên. Trong động có một hồ linh tuyền được tạo nên bởi nước mắt của một vị vương tộc Cáo do vương phi ông ấy qua đời, bởi vậy mà cái hồ linh tuyền đó còn có tên là nước mắt hồ tiên, chính là thiên tài địa bảo. Trịnh Bân Bân vừa đi vừa giải thích, đôi mắt bồ câu của nàng ta sáng ngời, dường như nàng ta rất tò mò về truyền thuyết nước mắt hồ tiên. Đương nhiên, đối với Dương Bách Xuyên và Hoa Liễu Tường, đó lại chỉ là một truyền thuyết nên cả hai đều không cho là thật. Vài phút sau, ba người thấy trước mắt sáng lên, họ đã ra khỏi hang động. Lúc này đây, một khung cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt họ. Đậu má, là nghĩa trang Cáo thật kìa. Hoa Liễu Tường không kìm được bật thốt. Lão Tam, ăn nói cho cẩn thận. Trịnh Bân Bân chừng Hoa Liễu Tường một cái, dù sao nơi này cũng là cấm địa của tộc Cáo Cát. Ba người nhìn thấy một loạt những cỗ quan tài thủy tinh, nhưng kỳ quặc là tất cả thi thể được an táng trong đó đều là cáo chứ không phải con người. Nhìn sơ qua có vẻ lên đến hàng trăm cỗ quan tài. Hơn nữa, có một điều khiến ba người rúng động là bên trong mỗi một chiếc quan tài đều là những đôi cáo được chôn cất cùng nhau. Xem ra tộc Cáo Cát rất trung tình, nhìn một loạt quan tài thủy tinh xung quanh, Trịnh Bân Bân trầm trồ. Chấm. Dương Bách Xuyên cũng tán thành với điều này. Trong mỗi một quan tài thủy tinh đều là những đôi yêu hồ, không cần nói cũng biết đó là các đời vương và vương hậu của tộc Cáo Cát. Nơi đây cũng là hang động đá vôi khổng lồ dưới lòng đất do thiên nhiên tạo ra, trên trần hang động có các thạch nhũ với đủ hình thù kỳ lạ, chúng đang nhỏ từng giọt nước xuống, dòng nước chảy hết về một hướng. Trịnh Bân Bân muốn tìm phân thân thuần dương mà tổ tiên để lại nên lúc này nàng ta chỉ có thể kiểm tra từng cỗ quan tài thủy tinh một. Đó là do khi nhìn bao quát hang động chẳng còn thấy thứ gì khác, bởi vậy mà nàng ta không thể không dò dẫm hết quan tài này đến quan tài nọ. Theo lời của Trịnh Bân Bân, có lẽ phân thân thuần dương mà tổ tiên nhà nàng ta để lại nằm trong số các quan tài thủy tinh này. Trịnh Bân Bân xoay người nói với Dương Bách Xuyên, Xuyên tử, chỗ này rộng quá, chúng ta chia nhau ra tìm đi. Ngươi nhớ kiểm tra xung quanh xem hoa vô diệp không? Theo ghi chép tổ tiên ta để lại, hoa vô diệp mọc trên phân thân thuần dương của ông ấy, thứ đó cũng chủ phú, thuận lợi cho thiên tài địa bảo cắm rễ, ta tin tưởng ghi chép của tổ tiên không sai. Dương Bách Xuyên biết Trịnh Bân Bân sợ mình suy nghĩ linh tinh nên mới cất công giải thích, hắn nhìn nàng ta và cười nói, thật ra có hoa vô diệp hay không cũng chẳng sao. Đối với ta, lần này được đi theo các ngươi mở mang tầm mắt, được kết bạn với bốn huynh muội các ngươi đã quý giá hơn việc tìm thiên tài địa bảo rồi. Trịnh Bân Bân ngẩn người, một lúc sau nàng ta bật cười, thế thì còn gì bằng. Không nói gì thêm nữa, nàng ta xoay người bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Ba người chia nhau ra tìm, Dương Bách Xuyên ung dung qua lại giữa các cỗ quan tài thủy tinh như đang đi du lịch. Dù sao trong thâm tâm hắn cũng có suy nghĩ đó. Khi nhìn thấy nơi đây không có thứ gì đặc biệt, chỉ có một rừng quan tài thủy tinh, Dương Bách Xuyên đã không trông mong gì vào việc tìm được hoa vô diệp gì đó rồi, và lại ngay từ đầu hắn bảo cần tìm hoa vô diệp chỉ để cho bốn người Trịnh Bân Bân một lời giải thích mà thôi. Với tâm trạng thoải mái, Dương Bách Xuyên đi tới một góc nằm ở phía cuối hang động đá vôi từ lúc nào không hay. Hắn vẫn không có phát hiện gì mới, toàn bộ hang động đá vôi đều là quan tài của tộc Cáo Cát, ngoài ra không còn thứ gì khác nữa. Lúc đi tới góc cuối,
Dương Bách Xuyên vốn định quay lại đi tìm Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường, nhưng lúc chuẩn bị xoay người hình như khóe mắt nhìn thấy một tia sáng vàng lóe lên trên vách động ở góc rồi vụt tắt rất nhanh. Dương Bách Xuyên nhìn về phía đó theo phản xạ, song chẳng có gì trên bức tường được làm bằng thủy tinh cả. Hắn chắc chắn mình không gặp ảo giác, tu luyện đến cảnh giới bây giờ của hắn rất hiếm có ảo giác gì có thể làm hắn lay động. Tiến lên hai bước, đứng trước vách động quan sát thật cẩn thận nhưng vẫn không phát hiện có gì khác thường, Dương Bách Xuyên không tin. Rõ ràng hắn nhìn thấy một tia sáng vàng vút qua mà, không thể nào sai được. Hắn dùng ý niệm tỏa linh thức ra quan sát. Vào giây phút linh thức chạm đến bức tường, Dương Bách Xuyên bất chợt cảm thấy chóng mặt, mất thăng bằng như thể đột nhiên bị ai kéo đi mà không kịp trở tay. Mà lúc này, bức tường trước mặt Dương Bách Xuyên bỗng rực lên tia sáng vàng, Dương Bách Xuyên biến mất tăm, không còn thấy bóng dáng hắn trước vách động đâu nữa. Cũng ngay lúc đó, Trịnh Bân Bân tại một đầu khác của hang động đá vôi mừng rỡ reo lên, Xuyên tử, lão tam, tới đây mau lên, ta tìm thấy rồi. Đây đây, Hoa Liễu Tường lên tiếng, nhanh chóng chạy về phía nơi Trịnh Bân Bân đang đứng. Nhưng lại không nghe thấy tiếng Dương Bách Xuyên đáp lại đâu cả. Giờ đây, Trịnh Bân Bân đang đứng trước một cỗ quan tài thủy tinh với vẻ mặt đầy kích động. Trong quan tài có một người trung niên mặc cẩm bào đang nằm, đó là cỗ quan tài duy nhất có người trong cả hang động đá vôi này. Mặc dù đã có quan tài ngăn cách nhưng Trịnh Bân Bân vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh trí dương như có như không tỏa ra từ trong quan tài. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng ta đã khẳng định được rằng đây chính là phân thân thuần dương mà tổ tiên của mình vua Phiêu Lưu đã để lại. Lão đại tìm ra rồi sao? Hoa Liễu Tường đi tới, nhìn chằm chằm vào người trung niên nằm trong quan tài thủy tinh bằng đôi mắt sáng ngời, cất câu hỏi đầy bất ngờ xen lẫn mừng rỡ. Trịnh Bân Bân vui mừng gật đầu, tìm thấy rồi. Người trong quan tài giống y đúc bức tranh tổ tiên ta từng xem, tỏa ra khí tức trí dương trí cương, chắc chắn là phân thân thuần dương của tổ tiên rồi. Nghe ngươi nói thấy cũng đúng, bức tượng tổ sư gia trong điện Phiêu Lưu của chúng ta giống hệt người trong này. Hoa Liễu Tường đáp. May thật, cuối cùng cũng không nhục mệnh, có phần thân thuần dương này của tổ tiên rồi, chỉ cần đợi ra ra luyện hóa nó nữa thôi, ta đây chống mắt lên xem mấy kẻ vô ơn bội nghĩa ở vương thành Phiêu Lưu kia còn sắc láo kiểu gì. Vẻ mặt Trịnh Bân Bân đầy mãn nguyện xen lẫn sát ý. Đúng vậy, chờ lão ra luyện hóa phân thân thuần dương thì việc thống nhất vương thành Phiêu Lưu, tái kiến thiết vương quốc Phiêu Lưu chỉ còn là vấn đề thời gian. Khi thời khắc đó đến, chúng ta sẽ giết sạch lũ khốn nạn xem mình là trời kia. Hoa Liễu Tường cũng vô cùng hào hứng. Lão Tam, lần này vất vả cho các ngươi rồi, cả ngươi nữa. Xuyên tử đâu rồi? Đến tận bây giờ Trịnh Bân Bân mới nhận ra Dương Bách Xuyên vẫn chưa đến. Hoa Liễu Tường ngạc nhiên nhìn giáo giác xung quanh, ta cũng không biết nữa, hồi nãy mới thấy hắn đi bên kia, để ta qua tìm xem sao. Chấm chấm chấm. Nửa tiếng sau, Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường phát hiện không thấy tung tích Dương Bách Xuyên đâu cả. Hai người họ lục tung mọi ngóc ngách trong hang động đá vôi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Dương Bách Xuyên đã biến mất một cách lạ lùng. Lão đại, có khi nào Dương huynh đệ đã quay về đường cũ rồi không? Hoa Liễu Tường hỏi. Ngươi thấy có lý không? Mặc dù Xuyên tử và chúng ta chỉ mới quen biết nhau không lâu nhưng hắn vẫn ưu tiên chúng ta trong tình huống khó xử, hắn không phải kẻ vô trách nhiệm như vậy đâu, nếu ra ngoài thì nhất định hắn đã báo với chúng ta một tiếng rồi. Không được, phải tìm lại thôi, chắc chắn hắn gặp chuyện rồi. Không hiểu sao Trịnh Bân Bân lo sốt vó cả lên. Mấy canh giờ trôi qua, Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường đã lật hết tất cả đá vôi trong hang động vẫn không tìm được thân ảnh của Dương Bách Xuyên. Hoa Liễu Tường nhìn Trịnh Bân Bân, nói, lão đại, nếu không chúng ta đi ra ngoài trước, nơi này quá quỷ dị, hơn nữa lão gia và vợ chồng Bạch Hồ Vương còn đang chiến đấu ở bên ngoài, nếu chúng ta tìm được phân thân thuần dương thì nên đi ra ngoài trước. Đây mới là quan trọng nhất. Vừa dứt lời, sắc mặt của Trịnh Bân Bân trầm xuống, nói, không được, Trịnh Bân Bân ta không làm được chuyện từ bỏ huynh đệ bằng hữu, ta nhất định phải tìm được Xuyên tử. Nhưng lão đại, chúng ta đã tìm hết chỗ này rồi vẫn không tìm thấy tung tích của Dương huynh đệ, hơn nữa bên ngoài có lão gia đang chờ, chuyện lớn quan trọng. Hoa Liễu Tường khuyên. Dù sao không tìm thấy Dương Bách Xuyên, vẫn nên mang theo phân thân thuần Dương ra trước, rốt cuộc còn đang ở trong cấm địa của tộc Sa Hồ, không an toàn.
Đừng nói nữa, khi nào về ta sẽ giải thích cho ra ra. Hơn nữa ông ấy cũng là cường giả phân thần cảnh, vợ chồng Bạch Hồ Vương không dám chơi động tác nhỏ, còn Xuyên Tử, ta đã nói ta coi hắn là bằng hữu, là huynh đệ. Giống như các ngươi trước kia, bất cứ lúc nào, bất cứ khó xử nào, bốn người chúng ta đều không vứt bỏ, không buông tay mới kết bái thành huynh muội. Nhiều năm mạo hiểm khắp nơi như vậy ta chưa bao giờ vứt bỏ các ngươi cũng không vứt bỏ ta, đối với Xuyên Tử cũng như vậy, nếu đã coi hắn là bằng hữu huynh đệ, làm sao có thể mặc kệ. Trịnh Bân Bân kiên định, sau khi nói xong không để ý đến Hoa Liễu Tường, tiếp tục tìm kiếm Dương Bách Xuyên. Dù sao phân thân thuần dương được tổ tiên để lại đã được thu vào pháp khí chứa đựng, chuyện lớn đã xong, bỏ chút thời gian tìm Dương Bách Xuyên thì mất gì. Không nói đến Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường đang tìm Dương Bách Xuyên ở trong hang động đá vôi, lúc này Dương Bách Xuyên lại phát hiện chính mình đi vào trong một cái động thiên phúc địa. Không gian sơn động rộng hơn 100 mét vuông, sơn động này khác biệt rất lớn so với các sơn động khác, tài chất không phải thủy tinh, có tồn tại bùn đất, nói là sơn động không bằng nói là một sơn cốc loại nhỏ. Sau khi Dương Bách Xuyên đặt chân xuất hiện, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là rất nhiều thảm thực vậy. Còn tưởng đi lạc vào sơn cốc gì đó, nhìn kỹ lại là một không gian rộng hơn 100 mét vuông. Một hồ nước xuất hiện trong tầm mắt, bên trên bị bao phủ bởi sương mù trắng ngà dày đặc, che giấu đi toàn bộ hồ nước. Hồ nước nhìn qua có đường kính 3 đến 40 mét, thảm thực vật mọc lên bốn phía, cẩn thận cảm thụ, Dương Bách Xuyên hít một ngụm khí lạnh. Trời ạ, đây đâu phải là sương mù, con mẹ nó gần như là thiên địa linh khí hóa thật. Hơn nữa thảm thực vậy bốn phía không phải bình thường mà là các loại linh dược, trong đó có cả hoa vô diệp mà Trịnh Bân Bân miêu tả. Nơi này hình như từng có người ở, bốn phía có bàn đá, ghế đá, giường đá, đỉnh hóng gió, hiển nhiên, linh dược nơi này là do có người trồng trọt. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, mở miệng lẩm bẩm, có lẽ nơi này mới là nơi thu hoạch mà Trịnh Bân Bân nói, nơi này mới là trung tâm động hồ tiên. Sau khi đứng tại chỗ quan sát, Dương Bách Xuyên trực tiếp đi đến bên cạnh hồ, đi xem linh dược rải rác bốn phía, mỗi một gốc cây đều là thượng phẩm, hắn phát hiện ít nhất đều là niên đại hơn vạn năm, thuyết minh đã rất lâu rồi không có ai ở đây. Chủ yếu là linh khí phát ra từ hồ quá nồng đậm, tẩm bổ từng cây linh dược bốn phía, dẫn đến đều phát triển thành thượng phẩm. Dương Bách Xuyên cười ha ha, vậy thì ta rất vui lòng nhận lấy, đám linh dược này đủ để ta luyện chế ra đan dược đánh sâu vào xuất khiếu trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Nói xong, Dương Bách Xuyên cúi đầu bắt đầu đào linh dược, cẩn thận đào linh dược ra, sau đó để vào linh dược viện trong không gian hồ Càn Khôn. Nửa giờ sau, Dương Bách Xuyên đã đào được hơn 200 cây linh dược, khóe miệng sắp nứt ra rồi. Khoảnh khắc hắn ngẩng đầu lên, trong lòng cả kinh, khóe mắt như nhìn thấy có ánh sáng mơ hồ trong linh khí giữa hồ, bởi vì sương mù quá dày, đứng ở bên bờ không thấy rõ lắm, dứt khoát phi người bay vào sương mù dày đặc. Hừ. Dương Bách Xuyên đi vào trong sương mù lại phát hiện ở giữa hồ có thứ gì đó đang sáng lấp lánh, là một gốc bông sen. Làm hắn kinh dị là toàn thân bông sen này màu vàng rực, lập lòe chói mắt. Hiện tại nhớ lại ánh sáng vàng rực chợt lóe rồi biến mất ở trên vách động của hang động đá vôi, có lẽ là do bông sen này phát ra. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên vô cùng nghi hoặc, đi lên phía trước nhìn lại, xác định chính là nó. Hơn nữa bông sen này không phải là bông sen, hoặc nói cách khác đây là một củ sen được dựng dục từ linh khí. Củ sen linh khí. Đây là chí bảo dựng dục bẩm sinh. Linh khí sinh sản thấm vào nước suối, bên dưới là củ sen, trên mặt nước là hoa của củ sen, đóa hoa màu vàng rực, nhưng củ sen trong nước lại có màu lam. Một tổ hợp rất kỳ quái. Nhưng sau khi quan sát một lúc, Dương Bách Xuyên lại kích động phát run. Hắn đột nhiên nhớ lại ghi chép về tu luyện hóa thân của cảnh giới phân thần. Sau khi tu vi đạt đến cảnh giới phân thần có thể tu luyện phân thân, một loại là linh khí phân thân, là thiên địa chi linh được hình thành từ thiên nhiên, luyện chế giống như thân thể, phân thần nhập vào, có thể tạo thành phân thân vô cùng cường đại. Củ sen linh khí trước mắt chính là tài liệu thiên nhiên luyện chế phân thân, được dựng dục từ linh khí trong nước hồ. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên nhớ lại Na Cha trong phong thần bảng cắt thịt thoát cốt sau khi chết, linh hồn tìm được sư phụ Thái Ất Chân Nhân, sau đó Thái Ất Chân Nhân dùng củ sen luyện chế thân thể mới cho Na Cha. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 69.